ầm náo như trời nghiêng. Nên sống chánh nghiệp. Trai cưới vợ, gái lấy chồng là do duyên ác hoặc duyên thiện, không duyên thì chẳng gặp. Sinh con trai hay gái là đòi nợ hay trả nợ mà tìm đến, không đợi chẳng đến làm chi. Mùa hạ năm 1994, có một nam cư sĩ hơn 50 tuổi đến ngôi chùa nọ, hướng hòa thượng diệu pháp thổ lộ nỗi sầu của mình. Ông kể trước đây tình cảm mình và bà xã rất tốt, nhưng từ khi sinh đứa con thứ nhất thì tính khí bà vợ bắt đầu nóng nảy, thất thường, hay kiếm chuyện gây gổ làm khó. Thường cãi lẫy, ầm ĩ, có lúc còn đánh, cào cấu, làm ông bị thương khắp mình mẩy mặt mày. Trong lòng ông, dù rất tức giận, nhưng thuở giờ chưa từng đánh trả lại, giống như không hề có tâm giận oán chi bà. Sau đó, bà sinh tiếp đứa thứ hai, diễn tiến càng phức tạp, thê thảm, tới độ ông không thể bước vào nhà vì luôn xảy ra cảnh xung đột, ầm náo như trời nghiêng đất lở. Bất đắc dĩ, ông phải xin nghỉ hưu sớm. Trước đây quá phiền não, ông đã quy y Phật môn. Nghỉ hưu rồi thì dọn đến chùa ở. Do lương hưu ít, trừ giữ tiền ăn ra, còn lại ông đều đưa hết cho bà để nuôi dưỡng hai con ăn học. Nhưng số tiền lương ít ỏi càng khiến cho bà nổi cáo khôn tận hơn. Hiện tại ông đang mang bệnh mà phải tự lo một mình, nhưng chẳng dám đi bệnh viện vì không có tiền. Con cảm thấy thế giới này quá khổ, xin hòa thượng từ bi chỉ giúp cho con đường sáng. Ông khẩn thiết nói. Sư phụ lắng nghe rồi lên tiếng. Kiếp trước ông sống bằng nghề buôn heo. Ông đem heo nái nhà mình đi phối giống. Hễ sinh lứa heo con nào thì bán lấy tiền. Từng lứa heo sinh ra đều bị ông bán hết, khiến con heo mẹ nếm đủ nỗi khổ mang thai, luôn sinh sản và đau nhói lòng trong từng đợt vĩnh biệt con. Phải biết, động vật và người đều có tình cảm giống nhau. Lúc đó heo mẹ đã ghim hận, ôm lòng oán ông tận cùng. Thêm nổi đến khi nó hết sinh sản được thì bị ông bán vào lò mổ. Thử nghĩ xem, con cái nó tất cả đều bị ông bán lấy tiền, phúc lâm chung lại bị giết đau đớn thê thảm. Nó có dễ dàng bỏ qua tội này cho ông chăng? Vì vậy mà đời nay nó đã tìm đến cùng sống chung bên nhau để báo oán. Vị cư sĩ lắng nghe chăm chú, tỏ vẻ hưng phấn, nói: Vậy con phải làm sao để hóa giải mối quan cù này? Vậy con xuất gia hẳn có được không? Xuất gia à? Ông không làm nổi, vì quá quyến luyến, quá yêu các con. Chỉ cần vài ngày không gặp chúng là ông ăn không ngon, ngủ không yên. Phải vậy không? Dạ đúng vậy, thưa sư phụ. Mà con ông lại quan hệ thấm thiết với mẹ, nên dù có xuất gia thì ông cũng chạy về nhà thôi. Mà lúc đó cảnh ngộ của ông thì sẽ còn thảm với hơn hiện giờ. Vậy con phải làm sao? Hòa thượng cười cười bảo. Có thực ông muốn hóa giải oán cừu chăng? Đương nhiên, xin sư phụ chỉ giúp cho. Vậy ông hãy dùng tâm vui vẻ mà đối diện chấp nhận hết. Dù bị đòn cũng không đánh trả, bị chửi vẫn không mắng lại. Khi về nhà, dù gặp cảnh nghịch hay thuận đến, thì ông hãy bình thản đón nhận, cam tâm tình nguyện vì bọn họ phụng hiến, chân thành sám hối lỗi xưa, hầu hóa giải tội lớn đầy trời. Ngoài ra, hàng ngày ông phải kiên trì tụng niệm sớm tối, mỗi ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho heo mẹ và các đứa heo con kiếp xưa từng bị ông bán đi. Ngoài việc phụ giúp lo liệu việc nhà ra, ông phải dốc sức tụng kinh bái sám. Làm được vậy
thì cũng giống như xuất gia. Ông có đủ lòng tin không? Dạ có. Vậy thì tốt. Kiên trì thực hành như thế bền lâu, ông sẽ giải được oán hận. Quả báo bội tính vong dĩ. Chí Văn Đông hơn 40 tuổi, thân mặt hiếu tang, mắt đầm đìa lệ, quỳ trước ngôi mộ mới đắp của Thím Trương láng giềng lâu thật lâu vẫn chưa chịu rời xa. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, tướng mạo đường đường, nhưng lại có thời thơ ấu rất thảm. Nếu như không nhờ Thím Trương quan tâm giúp đỡ thì có lẽ anh đã không còn trên trần thế. Tuy không phải thân dân, nhưng Thím Trương đối tốt còn hơn thân dân. Lúc Văn Đông 5 tuổi thì cha mẹ anh trong một năm đã lần lượt qua đời. Cha Văn Đông trước lúc lâm chung, mắt đầy lệ, gửi gắm con trai lại cho anh cả và chị dâu mình, ký thác toàn bộ gia tài của ông, gồm nhà cửa khang trang, số tiền rất lớn và mớ vàng bạc trang sức, tài sản hồi môn của mẹ Văn Đông. Xem như tất cả đều giao hết cho vợ chồng người anh, cậy nhờ họ quản lý thay cho bé Văn Đông. Lúc đó, anh cả và chị dâu ông chỉ trời đất thề thốt đủ điều. Họ nói với người sắp mất như thế này: chúng ta đều là người một nhà, con em thì cũng như con anh chị. Dù em không để lại tài sản, chẳng có lấy một xu, thì anh chị đây cũng nguyện cưu mang nuôi cháu đến lớn khôn. Cha Văn Đông nghe những lời tràn đầy nghĩa tình này, sung sướng mỉm cười, an lòng nhắm mắt ra đi. Khi đó cũng có cán bộ trong thôn và láng giềng đồng chứng kiến, ai nấy đều cảm động rơi nước mắt. Xong tang lễ được mấy ngày, Thím Trương láng giềng bỗng nghe Văn Đông bị đánh đập khóc to. Hơn nữa cứ cách 5-3 ngày thì nghe hai bác đánh cháu, chửi mắng ôm sồn, âm vang nghe rõ mồn một. Thím Trương tốt bụng đã nhiều lần can gián, nhưng chuyện vẫn xảy ra như cũ. Sau đó Thím phát hiện bé Đông rất ít ra ngoài chơi, thỉnh thoảng nó đứng nơi cửa nhưng chẳng hề thấy nó cười. Thím Trương bèn đến gần hỏi han mấy câu thì thằng bé lộ vẻ sợ hãi, không dám nói gì. Thím Trương thấy Văn Đông ốm đi rất nhiều, hơn nữa mặt mày thân thể đầy vết thương. Thấy thế, Thím Trương không cầm được nước mắt. Dần già láng giềng, hương thôn, ai cũng biết chuyện. Nhưng khi làng xã chất vấn, thì hai vợ chồng họ hung hăng nói là tại Văn Đông lì bướng không ngoan. Bọn họ nhận lời ba thằng bé ủy thác thì có quyền quản giáo, cũng chẳng làm gì hại nó. Họ còn trách ngược lại, mắng đám người ngoài lo chuyện không đâu, nào có máu mủ chi mà nhúng mũi vào chuyện gia đình họ. Do mọi người không bắt được tại trận chuyện ngược đãi cháu của hai bác Văn Đông, vả lại người ngoài chẳng có quyền can thiệp chuyện đồ bộ của họ, dù rất bất bình nhưng chẳng ai giúp được gì. Một năm rồi một năm trôi qua, thằng bé dần dần lớn lên. Thím Trương nhiều lần thừa lúc hai bác Văn Đông đi vắng, lén đút nhét, chăm bón cho thằng bé. Khi tìm miếng bánh, lúc viên kẹo hoặc thứ gì đó, nhìn thằng bé ăn ngấu nghiến, Thím mỉm cười, an ủi nó. Văn Đông dù đã lớn, nhưng vẫn phải mặc bộ y phục cũ rách từ 2 năm trước. Xuân hạ thu cứ dần qua, tới mùa đông, Thím Trương thấy thằng bé mặc đồ mỏng manh rách rưới ló cả tay chân, nhìn nó co ro đưa tay ôm vai, run rẩy vì lạnh. Bà rơi nước mắt quay về nhà tìm y phục cũ của con mình, giặt sạch sẽ, may thêm lớp bông độn bên trong, và ngay tối hôm đó đem sang nhà hai bác Văn Đông, nói là áo bông con mình chê không dùng nên để cho Văn Đông mặc. Nói xong, bà tự tay mặc vào cho thằng bé. Trước khi Văn Đông thành dân, bà còn may cho nó 3 bộ áo bông, không lúc nào mà không tiếp tế ẩm thực, có lúc còn dúi cho nó ít đồng lẻ. Cuối cùng, Chí Văn Đông
cũng đã trưởng thành, thành tài, có sự nghiệp ổn định, được nhiều cô gái để ý. Khi Văn Đông đến tuổi kết hôn, anh xin hai bác cho mình ra riêng tự lập. Hai bác dù không muốn, nhưng vì cháu đã lớn, họ sợ lời bình phẩm của láng giềng, bớt đắc dĩ phải chiều theo. Nhưng họ viện cớ gia cảnh khó khăn, chỉ cấp cho Văn Đông một ngôi nhà dột nát cũ kỹ, trống trơn, không có gì, bởi toàn bộ đồ đạc họ đã dọn đi hết. Hai người bác này có 6 người con, họ xây nhà mới khang trang cho hai con trai khi chúng thành thân. Về phần Văn Đông, đối với sự ngược đãi của bác, không hề nói một lời than oán. Mỗi khi người trong thôn bất bình đốc xúi anh đi kiện quan, thì anh nói: bác cả nuôi tôi khôn lớn cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu không nhờ bác cưu mang thì tôi cũng chẳng sống đến ngày hôm nay. Tiền bạc vật chất thường khiến người ta tranh giành, nhưng có câu rằng trai tốt chẳng tranh điền trang, gái tốt chẳng tranh đồ cưới là gì. Nếu như không học hành, không có nghề nghiệp ổn định thì dù sở hữu nhiều tài sản đến đâu cũng không giữ được lâu. Tôi nhất định học tập, trau dồi kỹ thuật nghề nghiệp thật tốt để làm việc phục vụ hương thôn mình cho xứng đáng với sự quan tâm, yêu thương của dân làng, không phụ ân nuôi dưỡng của hai bác. Dân làng rất quý phục tính nhân hậu thực thà của Văn Đông, ở hiền gặp lành. Giờ đây, anh đã là một chủ xí nghiệp trong thôn, hiện có một con đang theo học tại đại học thành phố. Tiểu gia đình của anh sống rất êm ấm, hạnh phúc. Ta hãy nhìn xem hai người bác bồi tính vong nghĩa, làm trái lời thề, bị báo ứng ra sao. Họ có 6 con, gồm 4 gái 2 trai. Con gái đầu của họ 29 tuổi thì bị bệnh sỏi thận chết. Con trai cả 29 tuổi cũng bị sỏi thận, không bao lâu thì chết. Con gái út 29 tuổi cũng vướng bệnh bất trị y hệt như anh chị mình mà tử vong, khiến ba mẹ chúng tâm kinh tịch rung, ngày đêm bất an. 6 đứa con đã chết mất 3 người, sau này còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Không bao lâu, con trai út của họ kết bè lập đảng đi cướp bóc, gây cãi đánh lộn, bị phán 10 năm tù. Ngày y bị tuyên án, mẹ y bị xuất huyết não, từ đó nằm liệt giường, nhận chịu bao cư xử ghẻ lạnh, mắng chửi của con cái. Do bà không khống chế được đại tiểu tiện, thường trai dính mền chăn, có lúc nằm đó suốt ngày, không ai để ý tới. Bà cứ sống cảnh như vậy hơn 3 năm, rồi chết trong bi ai. Lúc bà chưa chết, thì chồng bà vướng phải chứng si ngốc lú lẫn. Bà chết được nửa năm, thì một hôm, ông đi đường không cẩn thận, vấp té, đầu đập xuống đất, và từ đó, ông ra đi vĩnh viễn. Láng giềng kể tôi nghe câu chuyện này xong, thì hỏi: đây có phải là nhân quả báo ứng không? Và chẳng đợi tôi đáp, họ tự nói: ở quê chúng tôi á, ai cũng nói đây là trời già trừng phạt cặp vợ chồng bội tính bất nghĩa. Bởi mới nói, giống như là mùa vậy, trồng gì thu hoạch đó, đây là quy luật tự nhiên. Trước khi Phật đến nhân gian giảng pháp, thì luật nhân quả đã tồn tại sẵn trong thiên nhiên. Phàm phu không hiểu nên cứ trồi hụp trong biển khổ sinh tử, không chịu thoát ly. Chư Phật Bồ Tát từ bi, thừa nguyện trở lại nhân gian, giảng thuyết chân tướng vũ trụ và chỉ cho chúng ta phương pháp xuất ly khổ hải. Chúng ta nhất định phải nắm ngay cơ hội được mang thân người này y pháp tu hành, sớm chứng Bồ Đề mới là con đường chân chánh trong nhân gian. Bà Hàng trứng rán. Một buổi chiều năm 1993, có người nhấn chuông cổng. Tôi ra mở cửa thì gặp một phụ nữ độ ngoài 50. Phía sau bà còn 2 cô con gái khoảng 20 mấy tuổi đang khiêng một bao gạo to. Tôi hỏi bà tìm ai? Bà nói bà tìm tôi. Nhưng tôi không quen bà,
mà bà đối với tôi ra vẻ rất quen. Bà ngoái đầu kêu con gái vào nhà. Không đợi tôi mời, bà tự đóng cổng rồi tiến vào phòng khách. Sau đó bảo hai con thả bao gạo xuống để cùng theo bà bái Phật. Họ lễ xong, tôi vẫn chưa nhận ra bà là ai. Bà cười nói: Một năm trước tôi có tới nhà Tôn Huynh, tôi là bà hàng trứng rán nè. Tôi nghe qua thì sực nhớ, liền nói: À, tôi xin lỗi, tôi nhất thời không nhận ra, xin mời ngồi. Đừng, bà đã đỡ chưa? Dạ khỏe rồi. Hôm nay tôi cho hai con khiêng bao gạo này đến để cảm tạ. Tôi biết Tôn Huynh xưa nay không có nhận quà, nhưng mà hôm nay Tôn Huynh nhất định phải nhận bao gạo này, vì nhờ Tôn Huynh và vị sư phụ kia mà tôi mới sống còn đến ngày hôm nay. Nghe bà nói, dòng tư tưởng tôi trôi về quá khứ. Năm ngoái, một cư sĩ quen đã dẫn bà tới nhà tôi. Chồng bà bị chứng thoát đĩa đệm cột sống, phải nằm trên giường 6 năm. Tuy bà ân cần chăm sóc, nhưng cuối cùng ông vẫn không thể đứng dậy và đã qua đời nửa năm trước. Ngờ đâu bà cũng mắc chứng bệnh giống vậy. Nghĩ đến chồng mình bị bệnh hành, tiêu tốn rất nhiều tiền mà không giữ được mạng, bà nghĩ thầm, chi bằng mình chết sớm còn tốt hơn, khỏi làm lụy tới hai con. Vì vậy mà bà không thèm đi khám bệnh, cũng chẳng uống thuốc chi. Con gái biết được ý mẹ, vạn phần lo lắng, bèn đến chùa Quan Âm cầu Phật gia hộ. May gặp một cư sĩ tốt bụng, trước đây ông là láng giềng của họ. Sau khi biết chuyện rồi, ông rất cảm thông, sẵn dịp nghe tin hòa thượng Diệu Pháp vừa đến nhà tôi, ông bèn dắt bà tới cầu sư phụ chỉ cho con đường sống. Hòa thượng lắng nghe bà kể rõ bệnh tình rồi liền hỏi: Nghề bà mưu sinh có liên hệ đến trứng gà không? Bà có vẻ kinh ngạc, nói: Con sống bằng nghề bán bánh trứng rán, một ngày tối đa tráng mười mấy cân trứng. Có phải vụ này liên hệ tới bệnh của con không? Bà làm như vậy không phải để kiếm tiền sao? Dạ, con nương và sức lao động chân chính để kiếm tiền, mong ngài chỉ dùm nguyên nhân bị bệnh. Bà đừng trách tôi nói thẳng nhé. Một cân khoảng 11-12 trứng gà, bà tính mỗi cân chỉ có 7-8 trứng, còn bán trứng gà nhỏ cao bằng giá trứng gà lớn và kiếm lời trong chỗ cân thiếu này, có phải như vậy không? Bà đáp: Dạ, ai cũng làm vậy, để kiếm chút tiền mà. Trên thực tế đâu phải là khách không có biết, nhưng mà lúc mua chẳng có ai để tâm so đo. Nói theo Phật Pháp thì bà làm như vậy là tham, là lừa dối. Bà bán hàng cân thiếu vì mong có thêm chút tiền, nhưng giọt nước lâu ngày xuyên thủng đá, tích ác nhỏ sẽ thành họa lớn. Đây là nguyên nhân căn bệnh của bà. Vậy chồng tôi không có liên can việc này, vì sao cũng bệnh giống vậy? Sư phụ nhẫn nại giải thích: Bị giống một chứng bệnh không có nghĩa là đồng một nguyên nhân. Ví như bệnh cảm sốt, đa số các chứng viêm thường bắt đầu từ bệnh sốt cả. Có thể bà sẽ hỏi, phải chăng ai bán bánh trứng rán cũng mắc bệnh này? Đây không nhất định. Mỗi người từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, nhân quả chồng chéo phức tạp, chẳng ai giống nhau. Đọc báo, chúng ta thấy mô tả tai nạn xe, cũng đồng một tai nạn, nhưng kẻ thì chết thảm. Có người bị văng ra xa mấy mét, nhưng lại bình an vô sự, tưởng chết lại được sống. Nghĩa là có rất nhiều chuyện lạ lùng ngoài sức tưởng, nhưng thực ra đây đều liên quan đến đức hạnh của mỗi người. Những người sống thiện dù gặp nạn dữ rất dễ hóa lành hay biến nguy thành an.
chuyện làm ăn buôn bán kiếm tiền là thường tình, là thiên kinh địa nghĩa. Cổ nhân nói, quân tử yêu tài, thủ chi hữu đạo, nghĩa là dù ưa tiền, song kiếm tiền cũng phải có đạo đức. Bà đã cân thiếu hai lượng, dùng hành vi giả dối này làm phương pháp phát tài là không có đạo đức. Hơn nữa, việc này đồng nghĩa với dưỡng hổ, di họa. Hiện giờ số tiền lớn nhờ cân thiếu mà kiếm được. Trong tương lai, bà sẽ phải đổ vào chi phí thuốc men hết mà không đủ nữa. Tôi giải thích như vậy, bà có tiếp thu được không? Dạ, thưa sư phụ, con rõ rồi. Sau này sẽ không tham tài lừa khách hàng nữa. Hòa thượng bảo bà thỉnh tôn thượng Phật về thờ, mỗi ngày lễ bái sám hối. Bởi bà không biết chữ, nên hòa thượng dạy bà khi lạy Phật cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và phải phóng sinh thì bệnh bà có thể lành. Lúc ra về, bà cảm thấy lưng khỏe hơn rất nhiều, nên càng tăng thêm tín tâm đối với Phật Pháp. Thật không ngờ, hơn một năm thì bệnh của bà lành, còn đến đây đáp tạ nữa. Bà thấy tôi không chịu nhận bao gạo, kích động nói. Sau khi tôi từ nhà Tôn Huynh ra về, ngày nào cũng nghĩ đến những việc làm thất đức của mình, lòng ăn năn khôn xiết. Hôm sau, tôi vội đi thỉnh tượng Quan Âm về thờ, hàng ngày thắp hương lễ bái. Một ngày lễ tối đa 300 lại. Lưng tôi chẳng những không đau, mà ngày càng khỏe lên. Nhưng có một hôm, đột nhiên lưng tôi đau kịch liệt, đau tới đứng không nổi. Các con khuyên tôi nên đi bệnh viện. Tôi nói, bệnh viện nếu chữa được thì ba của tụi bay đã không có chết. Sư phụ kia nói đúng, má tin ông ta. Thực ra, dù bệnh lành hay không tôi cũng tin. Ai bảo tôi phạm tội buôn bán gian xảo làm chi? Đau đớn hành tôi chẳng thể ngồi được nữa, nên đành phải nằm trên giường niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi niệm kiên trì như vậy cả tháng. Một đêm nọ, tôi nằm mộng, thấy Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện trước mặt mình. Tôi vội khấn đầu làm lễ. Bồ Tát hỏi, con ngày ngày niệm danh ta là muốn cầu điều gì? Con do tham tài mà lưng đau, bị thoát đĩa đệm cột sống. Xin Ngài trị bệnh giúp cho. Con mà lành rồi thì ngày ngày luôn niệm Phật, lễ Phật. Bồ Tát cúi xuống, đưa tay sờ vào lưng tôi mỉm cười bảo, ngươi vốn không có bệnh. Nếu bị bệnh thì làm sao có thể khấu đầu làm lễ trước ta được? Nói xong Bồ Tát biến mất. Tôi mừng rỡ, niệm to danh Ngài rồi ngồi bật dậy trên giường. Hai con gái tôi bị tiếng của tôi đánh thức, vội chạy tới bên giường an ủi. Đột nhiên chúng kinh ngạc vui mừng reo lên. Trời ơi, con mừng quá, má ngồi dậy được rồi nè, má. Lúc này tôi mới phát hiện mình đã tự ngồi dậy được. Hồi tưởng lại tình cảnh trong mộng thì đột nhiên lưng tôi có cảm giác nóng ấm, hết sức dễ chịu thư thái. Lúc này mới biết là bệnh mình lành rồi. Lòng quá cảm động, lệ tuôn không cầm được. Tôi kể lại cho hai con nghe chuyện giấc mộng, chúng chưa có tin lắm. Tôi bảo hai con đỡ mình dậy. Chúng dìu tôi đi thử mấy bước. Lưng tôi không có đau chút nào hết á. Chỉ có hai giò là còn hơi yếu. Tôi hiểu, đây là tại mình nằm mãi ở trên giường hơn cả tháng. Vậy là ba mẹ con chúng tôi mừng rỡ đến không ngủ được. Bệnh lành hẳn hoàn toàn. Lòng tôi tràn đầy niềm tri ân Quan Thế Âm. Đồng thời, cũng nhớ đến ông xã, giờ đã thành nắm tro xương. Nếu như ông gặp Phật Pháp, chẳng phải là đã được cứu rồi hay sao? Vậy là tôi đã quyết định về quê, ra thăm mộ ông, khoe là tôi đã từ cõi chết mà sống được. Thăm mộ xong,
bà con thân thích mời tôi ghé chơi mấy ngày, tôi bằng lòng. Trong thời gian ở quê, thấy người ta gặt còn sót bông lúa rất nhiều. Tôi hỏi người trong thôn, lúa còn sót dữ quá, sao không ai mót hết vậy? Họ mới trả lời là, bây giờ ở nhà ai cũng sung túc khá giả, nên chẳng thèm phơi đầu dưới nắng, mót lúa làm gì nữa. Tôi bèn hỏi, vậy chứ tôi mót có được không? Họ mới nói, có gì mà không được, vài ngày sau rơm rạ đều bị thiêu trụi hết thôi. Ngừng một lúc, bà nói tiếp, tôi thấy lúa còn sót quá nhiều, mà bị đem đi đốt hết thì rất là uổng. Bèn bỏ ra một tuần để mót lúa. Mót cũng được 4 ôm to đùng, đem xay ra thành 98 ký gạo. Hôm nay tôi chở tới cho Tôn Huynh 50 ký. Đây chẳng phải là lễ vật gì đâu, mà muốn để Tôn Huynh biết là lưng tôi thật sự là lành rồi, nên mới có thể khom lâu như vậy để mót ra ngần ấy gạo đó chứ. Xem như Phật Bồ Tát đã ban cho tôi mạng sống lần thứ hai. Tôi thường nhờ con gái giúp tôi tụng kinh Bồ Tát Quan Thế Âm Phổ Môn Phẩm hồi hướng phúc cho chúng sinh, kính tặng Tôn Huynh bao gạo này để cùng chia vui với chúng tôi. Tôi mỉm cười bảo, tôi không dám thu lễ của bà đâu, hãy đem đến chùa cúng dường người xuất gia đi, vì các vị ấy mới là đại diện Phật tại nhân gian. Hơn nữa, Hòa Thượng Diệu Pháp cũng là người xuất gia đó. Nghe tôi thuyết phục hồi lâu, bà mới hoan hỷ đem gạo đến chùa biếu. Ham chút lợi nhỏ bị thiệt to. Một cô gái khoảng 27-28 tuổi, tai nghe lúc được lúc không, đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là không có bệnh, nhưng thính giác cô vẫn nghe không rõ, chẳng biết tại sao. Sư phụ hỏi, cô làm việc liên quan đến gì mà trong lỗ tai đầy tiền lẻ như thế kia? Cô nhất thời ngơ ngác hoang mang, không hồi đáp được. Tôi thay sư phụ giải thích cho cô hiểu. Những đồng lẻ này vốn không thuộc của cô, nhưng do cô ham chút lợi đã lấy tiền này tiêu xài riêng, lỗ tai cô vì vậy mà sinh bệnh, chứ chẳng phải trong lỗ tai cô có đầy tiền. Cô hãy kiểm xem, thật có chuyện này chăng? Cô lập tức hồi đáp, mình là viên thu ngân tại trạm bán xăng, mỗi ngày tính sổ thường có nhiều tiền lẻ, cũng chỉ độ 1-2 hào, do khách hàng không cần thối nên bỏ lại. Hàng ngày cô tới công sở thường đi về bằng xe buýt, thấy tiện nên đã lấy mấy xu lẻ này trả tiền xe. Cô cho rằng đây không phải là tham ô. Đây không phải tham ô, nhưng là tham tâm, đúng không? Cô có vẻ ngượng, lúng túng gật đầu. Sư phụ hỏi, từ rầy con còn tham những món tiền lẻ này nữa không? Cô nói với vẻ dứt khoát, vì ham chút lợi nhỏ mà bị thiệt to, con sẽ không tham như vậy nữa. Thế thì tốt. Sư phụ vừa dứt lời, cô lộ vẻ kinh ngạc, kêu lên, tai con giờ đã nghe rất rõ. Sư phụ mỉm cười bảo, trong tai con, bây giờ ta nhìn không thấy có tiền lẻ nữa, nhưng thấy vẫn còn thịt dăm bông, trái cây, nước giải khát. Đây là thế nào vậy? Cô tròn mắt kinh ngạc, hét lên, trời ơi, mẹ ơi, ngày làm sao mà cái gì cũng nhìn thấu hết vậy? Thỉnh thoảng lúc tính tiền, khách hàng có đưa dư mấy đồng lẻ, chúng con thường lấy đó mà mua thịt dăm bông, trái cây, nước uống, vân vân cho bữa dùng trưa. Đây cũng tính là tội hả thầy? Con là thu ngân, vốn không thể tính sai mà. Tiền thuộc công quỹ thì không nên dùng riêng, con đâu có quyền tự tiện làm như thế. Cô gật đầu lia lịa. Ngài nói đúng, từ nay về sau con không dám làm như vậy nữa. Đã nói thì phải giữ lời đó. Cô hân hoan đứng dậy thưa, sư phụ, tai con nghe hoàn toàn thông suốt rồi, là ngài phát công lực cho con đúng không? Tôi đáp thay sư phụ, đây là kết quả của quy luật. Cô vừa sám hối phát thệ vượt qua cám dỗ vật chất, quyết tâm không phạm lỗi nữa. Cô rất mừng và chuyển sang thắc mắc khác.
đôi mắt con mấy năm nay hay có cảm giác sốn, mờ. Dạch ra xem thì thấy không có gì, nhưng mí mắt luôn bị đỏ. Có phải là do bị báo ứng, do liên quan đến lỗi sai trái nào nữa chăng? Sư phụ đáp, không cần suy nghĩ. Con biết tự giác phản tỉnh như vậy là rất tốt. Nơi mí mắt con ta thấy có nhiều bột giặt. Cô la lên. Hả? Chết con rồi. Chúng con làm ở tiệm xăng, phải dùng xà bông nên tẩy rửa các vết dầu dơ. Cho nên hàng ngày công tác thường dùng bột giặt rửa tay. Giờ ở tiệm công việc không bận lắm, nên bọn con gái chúng con lúc rảnh thường tranh thủ giặt y phục của mình. Sau đó còn đem quần áo, các vật dụng ở nhà đến tiệm dùng xà bông này giặt giũ luôn. Vừa tiết kiệm thời gian làm việc nhà, vừa tiết kiệm được bột giặt và nước. Các cô làm như vậy là tham, vì đã trưng dụng lấn chiếm tài sản quốc gia lẫn thời gian công tác. Như vậy là phạm lỗi, vì đã lấy những của công không nên lấy, đúng không? Cô gật đầu. Trước giờ con chưa từng nghĩ làm vậy là phạm tội. Vậy có phải con đã trở thành người xấu rồi sao? Tôi không nhịn được, chen vào. Hồi tôi chưa biết Phật Pháp thì cũng hành xử giống y như cô vậy. Trong Kinh Địa Tạng có nói, chúng sinh ở cõi này khởi tâm đồng niệm, không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không tạo tội. Bởi kẻ sống trong cõi dục này, dù nhiều hay ít, đều có tập tính tham, sân, si. Như cô bị bệnh, nguyên nhân là do tâm tham, không hiểu pháp, không rõ lý. Một khi cô biết ăn năn sám hối thì bệnh sẽ tiêu thôi. Sư phụ từ bi bổ sung thêm. Từ rầy con phải nghiên cứu xem kinh sách cho nhiều để tăng trưởng trí huệ. Về công tác cần phải làm nhiều việc phụng hiến, hầu cứu chuộc lại lỗi tham chiếm tài vật của cơ quan. Lúc ra về, cô cảm thấy đôi mắt đã tốt hơn rất nhiều, nên trong lòng tràn đầy niềm tin và tôn kính đối với Phật Pháp. Câu chuyện nhân quả này đã giúp ích tôi rất nhiều. Tôi đang làm công tác hỗ trợ người, nhưng trong thực tế, những chuyện xảy ra cho các vị khách cũng ngầm giáo dục tôi sâu sắc, khiến tôi từ đối chiếu, kiểm điểm dĩ vãng của tự thân và không thể không âm thầm sinh tâm sám hối. Tính ra tuổi tôi lớn hơn cô, thời gian tạo nghiệp ác nhiều hơn, tham tâm cũng bự to hơn và chuyện vấp sai lầm càng khủng hơn. Cô gái này tính cách lương thiện, chưa đánh mất nét thuần khiết chất phác. Còn tôi thì cực kỳ nóng nảy, các lỗi ngu si, tham sân vân vân có đủ hết. Nếu chẳng sớm tu hành, tiền đồ bi thảm, ác có thể tưởng tượng được. Những câu chuyện nhân quả phát sinh bên cạnh tôi không ngừng cảnh tỉnh sách tấn tôi rằng phải ráng tu, thời giờ không đợi mình đâu. Lòng tốt của cây tượng ba. Năm 1994, tôi vẫn trụ tại căn nhà trệt một cổng, một sân. Đến tiết trung thu, thảo mộc kỳ hoa trong sân vẫn xum xuê muôn thuở. Bước vào cổng, bên trái là phòng khách kim thư phòng của tôi. Cây tượng ba đặt cạnh cửa sổ. Trong sân có một dàn hoa, bên phải cửa sổ là bàn viết có đặt một chậu văn trúc thanh tú xinh đẹp. Chiều nay thằng con cấp trung học của tôi nó không đến lớp. Ăn trưa xong nó đến thư phòng làm bài viết lách, còn tôi thì nằm trong phòng mình xem sách đợi sư phụ hòa thượng diệu pháp đến. Hơn 4 giờ chuông cổng reo, tôi tiến ra nghênh đón hòa thượng và thầy thị giả vào thư phòng. Thằng con 16 tuổi chắp tay lễ chào sư phụ rồi tiếp tục chúi mũi vào công việc của nó. An tọa xong, hòa thượng diệu pháp hỏi con tôi. Chân cháu bị hôi hả? Thằng bé đỏ mặt thưa. Chân con hồi 12-13 tuổi thì bắt đầu bị hôi, tẩy rửa cách gì cũng vô hiệu. Cách đây nửa giờ, ba con đã lệnh cho con mở cửa sổ để không khí được thông thoáng. Vậy mà, ngài vẫn còn nghe hôi hả? Thật là có lỗi quá, để con đi sang phòng bên kia. Sư phụ ngăn lại, mỉm cười bảo. Thực tình là ta không có nghe hôi gì cả. Nhưng vừa rồi, khi con hướng ta đảnh lễ,
các cây trong nhà đều tới đảnh lễ ta. Riêng chậu văn trúc này đã mách cho ta biết tình trạng của con. Nó nói, con chiều nay không có tập trung, vừa chơi vừa phóng tâm, nên viết không có được bao nhiêu. Ngoài ra, nó còn than là bị mùi hôi từ chân con xông lên, khiến nó muốn chết ngạt. Nghe hòa thượng nói thế, con thật kinh hãi, tới trợn tròn mắt, đơ lưỡi, mặt càng đỏ hơn. Nó lúng túng quay sang nhìn tôi vì sợ bị mắng. Tôi cười, thưa với sư phụ. Thằng bé nhà con vẫn như vậy đó. Lúc họp phụ huynh, thầy giáo luôn nói là thấy nó ngồi ở trong lớp, nhìn rất là khuôn phép đàng hoàng, giống như là chăm chú nghe giảng lắm vậy. Nhưng mà thử kêu nó mấy tiếng, nó vẫn không nghe. Con dạy như thế nào nó cũng không sửa. Nhưng may là thành tích học của nó tạm ổn hơn xưa rồi. Nhưng mà cái chân của nó, khi mà nó đứng ở đầu gió thầy, thì cái mùi chân nó bay xa đến 8 dặm luôn. Dạ, có cách nào trị không thưa thầy? Lúc tôi nói, hòa thượng cứ một bề nhắm mắt. Lát sau, ngài bảo, cây tượng ba trong nhà con mới ăn ủi văn trúc, nói là nó có cách giúp cho. Để ta thuật lại con nghe nhé. Hãy dùng hai chiếc lá của nó như thế này này. Chịu khó ra công một chút, sử dụng một lần thì lành. Cho dù trong kinh Địa Tạng từng giảng là hoa cỏ cây cối đều có thần thức, nhưng khi nghe sư phụ kể chuyện thực vật có thể đối thoại, khiến tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, thú vị, bèn hỏi. Dạ thưa sư phụ, cây tượng ba và văn trúc khi nói chuyện với ngài, chúng mang hình thái ra sao? Cây tượng ba có hình dáng người trưởng thành, mặc y phục cổ trang màu xanh. Còn văn trúc mang hình dáng thiếu niên, tóc trên đầu búi như các công tử thời xưa, cũng mặc áo xanh, nhưng trông thanh tú mảnh mai hơn. Hoa trong nhà con đa số mang hình dáng các cô bé, y phục diễm lệ như màu hoa. Cũng có thể đây toàn là ảo giác, chỉ là dạng truyền đạt tin tức, là điều áo diệu của thiên nhiên mà thôi. Phật nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Còn trong tâm kinh nói, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Vì vậy, con không nên chấp tướng. Nhưng tôi vẫn cứ chấp và hỏi. Tất nhiên là thực vật có thần thức. Vậy khi con ngắt hai lá của nó có thấy đau không thầy? Có chứ. Vừa rồi, tượng ba nhờ ta chuyển lời dùm. Nó cầu xin con, khi cắt hai lá nó xong, thì nhớ lấy chút đất trong bồn hoa, bôi vào vết thương để cầm đau cho nó. Còn nữa, nó nói là nó đã theo con tụng kinh học Phật, nên con đừng có dùng rượu trắng xịt rửa hay tưới tẩm gì cho nó nữa, bởi nó cũng muốn giữ giới, không ẩm tửu. Nói gì giúp văn trúc mà tình nguyện hy sinh hai chiếc lá. Đây là do muốn học theo tinh thần bố thí của Phật. Vả lại, nó cũng rất muốn báo đáp ân các con, hàng ngày đã quan tâm chăm sóc, cho nên nó mới cam lòng chịu đau, hiến lá làm thuốc như vậy. Tôi nghe xong rất cảm động, càng thêm tin tưởng đây là lời chính xác, bởi vì bạn bè từng mách cho tôi biết cây tượng ba rất ưa rượu. Nó bày tôi mỗi tuần nhớ pha một chút rượu vào trong nước, tưới cho cây tượng ba, như vậy nó sẽ lớn mạnh, xum xuê hơn. Qua câu nói của sư phụ, tôi bỗng nhớ đến một bài báo viết rằng hoa cũng có yêu ghét. Hãy đặt cạnh loài nó ưa thích thì nó sẽ lớn nhanh. Còn đặt cạnh loài thảo mộc nào mà nó ghét thì mức độ tăng trưởng cũng èo uột. Năm ngoái có một bài báo đăng tin một khoa học gia trong khi nghiên cứu đã phát hiện lúc rừng cây gặp đại hỏa tai, mấy giò nhịp đập cảm thọ của cây bị thiêu, thấy phát ra tín hiệu rất tuyệt vọng, bi thương và còn nhanh chóng truyền tin hỏa tai này đến các cây khác. Nhưng lúc không có nạn cháy
mấy đo cảm xúc này rất bình thường. Té ra, thực vật cũng giống con người và động vật, cũng có thức tình lục dục. Từ hôm đó trở đi, tôi đối với những điều Phật thuyết giảng trong Kinh Lăng Nghiêm như dê chết làm người, người chết làm dê, thảo mộc chết làm người, người chết làm thảo mộc, càng tin kiên định, không đổi dời. Cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Phật nói chư Bồ Tát tỳ kheo thanh tịnh khi đi đường chớ nên dẫm đạp cây cỏ, huống nữa là đưa tay ngắt bẻ. Ngày tối hôm đó, tôi làm y theo cách tượng ba mắt với Hòa Thượng Diệu Pháp thì chân côn tôi đã hết hôi. Chuyện xảy ra trong nhà tôi đúng là không hết chuyện thần thoại. Điều này khiến tôi nhớ đến các thần y như Lý Thời Trân, Tôn Tư Mạc, vân vân. Họ có thể hiểu được loại cây nào có dược tính gì và viết ra cuốn Thiên Kim Phương, Bổn Thảo Cương Mục, giải rõ Diệu Phương Lương Dược nhằm cứu giúp thế giới. Chắc hẳn họ đã có thể cùng Bách Thảo giao lưu nên mới sở hữu được tầm hiểu biết cao thâm khôn lường về thảo dược mà tạo phúc cho nhân loại như thế. Từ đó, tôi và người nhà không còn có ý làm thương hại bất kỳ loài thực vật nào, thậm chí cũng không đỡ dẫm đạp cây cỏ nhỏ bé trên đường. Đến nay, nhân loại đã bước vào thế kỷ 21. Đồng có ý thức bảo trì môi trường sinh thái quân bình, quan điểm này ngày càng phổ biến, thấm sâu vào lòng người. Nhưng tôi nhận thấy, bảo vệ môi trường hoàn hảo nhất không ai qua Đức Phật. Vì từng chữ, từng câu, Ngài dặn dò con người phải thương yêu sinh vật hoa cỏ đã có từ xa xưa, nhưng bây giờ đọc lại vẫn thấy rất mới mẻ, hợp lý, tràn đầy lòng từ bi và sáng ngời trí huệ. Phải thấy ưu điểm của người. Một chiều mùa thu năm ngoái, mười mấy vị cư sĩ Thạch Gia Trang đến Ngũ Đài Sơn. Trong đó có một bà hơn 50 tuổi đang ở tại nhà khách, hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp kể lể nỗi khổ tâm của mình. Bạch sư phụ, con quy y Phật 4 năm rồi, cứ rằm mùng 1 là ăn chay, nhưng thân thể không được khỏe lắm. Nửa năm trước, con gặp một vị thiền tri thức, mới hiểu ra nếu muốn thân hoàn toàn không bệnh, mạnh khỏe, thì phải dứt tuyệt ăn mặn, chẳng nên ăn máu thịt chúng sanh. Không ngờ, sau khi con đoạn tuyệt thịt cá rồi, thì thân ngài một khỏe hơn. Lúc này mới biết ăn tam tịnh nhục chỉ là phương tiện tạm. Kể từ đó, con thường khuyên con cái ăn chay để tránh tương lai bị bệnh, nhưng mà chúng chẳng có chịu nghe, lại còn dè biểu cho là con học Phật nên ngày càng mê tín khờ khạo. Chẳng những chúng ngược ngạo khuyên con ăn thịt, thậm chí còn cố tình mua con 334 sống về, nói là muốn cho con ăn tẩm bổ, khiến con nổi giận à. Vì vậy mà con thường cùng chúng tranh cãi, nhưng mà chẳng có ai nghe ai, khiến trong nhà không khí lại rất là căng thẳng. Mới đây nè, có lần con thật sự là nhịn không có nổi mà phải đến tá túc tại nhà một người bạn. Sau đó thì các con cũng có tới xin lỗi, rước con về. Nhưng mà hễ tới bữa ăn á, là trong lòng mỗi người đều cảm thấy rất là khó chịu. Con nghĩ con muốn xuất gia, nhưng lại lo là chùa không có thu nhận. Tính vào viện dưỡng lão, lại sợ là họ không giúp ăn chay tốt. Hiện nay con rất là khổ tâm, xin Hòa Thượng từ bi chỉ giáo. Hòa Thượng Diệu Pháp từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng im lặng lắng nghe. Khi bà nói xong, Ngài mở mắt bảo rằng người học Phật phải biết sống hòa thuận với đại chúng. Đây là tập cho mình thói quen biết tôn trọng người. Khi lựa chọn tín ngưỡng, thậm chí dù đối với con cái, cũng không nên cưỡng ép bắt chúng phải phục tùng vâng theo. Bà hy vọng con mình tin Phật ăn chay, cố nhiên là vì muốn tốt cho chúng. Thế nhưng cũng phải biết quan sát căn cơ mà dạy, không nên gấp rút nôn nóng muốn mau thành. Làm như vậy sẽ bị phản tác dụng, khiến các con đối với Phật giáo phát sinh hiểu lầm,
chống kháng. Trong lúc ăn cơm, có thể dùng một bàn hai mâm, không nên vì con ăn thịt mà oán giận chúng. Bà phải thường tự hỏi, bản thân mình dưới sát đoạn thịt đã lâu chưa? Nếu như tu tốt, thì vì sao hôm nay vẫn chưa thoát ly lục đạo? Phật Bồ Tát không hề khư khư chấp trước bất xả như chúng ta. Do vậy, muốn hóa độ người, phải nghiên cứu thời cơ và phương pháp. Trừ thuyết giáo bằng lời ra, cần phải dùng thân giáo. Điều này rất quan trọng. Thí như, khi các con thấy bà học Phật, ăn chay, khí sắc ngày càng tốt, thân thể ngày càng khỏe, tâm thái ngày càng hiền hòa, an lạc, tự nhiên, chúng sẽ tin phục Phật Pháp. Dần dần, nhờ vào sự thay đổi chuyển tốt âm thầm của bà, mà các con được cảm hóa, sẽ tự động hướng về bà mà nương tựa. Đương nhiên, muốn hóa độ người khác thì điều quan trọng nhất là bản thân mình phải dốc sức hành cho tới nơi. Chánh mà không tà, giác mà không mê. Muốn người sửa chánh thì trước tiên mình phải chánh bản thân. Ngoài ra, bà phải làm được việc này. Thường nói ba điều tốt. Một, phải thường nói con cái tốt. Dù không tốt, cũng nói tốt. Hai, phải thường nói sinh hoạt tốt. Dù không tốt, cũng nói tốt. Ba, phải thường nói thân quyến bạn bè tốt. Dù không tốt, cũng nói tốt. Ba điều này, từ đây trở về sau, những bậc làm trưởng bối phải ghi nhớ trong lòng, để sẵn nơi khóe miệng. Tri túc là thường lạc mà. Bất luận là con cái hay thân bằng, láng giềng, cho dù trước đây họ đối với mình không vừa ý, nhưng nhờ bà luôn ẩn ác dương thiện, biết lấy đức báo oán, thì lâu dần đối phương sẽ sinh tâm ăn năn hổ thẹn, sửa lỗi và thay đổi. Nếu thường nói ba điều tốt, tất nhiên sẽ được mọi người tôn kính, cuộc sống của bà tự nhiên sẽ ngày càng tuyệt hơn. Ngược lại, nếu bà cứ sợ người không tôn trọng mình, lúc nào cũng lên mặt trưởng bối, luôn cậy uy, ỷ thế, ra vẻ kẻ cả ta đây, sống mà luôn soi mói, tìm cách bắt lỗi người, như vậy rất là sai, rất trái với hạnh nguyện, sẽ tạo nên vực ngăn cách cùng con cái, thân quyến, bạn bè. Hành xử như vậy sẽ khiến phát sinh xung đột không ngừng, dẫn tới lòng mình và người đều nổi oán khí xung thiên. Cũng đồng một lý này, công phu ba điều tốt rất hợp cho mọi người ứng dụng. Nếu như chẳng thực hành được, thì cho dù là già hay trẻ, chồng hay vợ, xuất gia hay tại gia, đều sẽ ôm phiền não vô tận. Bà nọ nghe sư phụ khai thị xong thì không ngừng gật gù, mọi rầu rĩ héo xào đã tan biến. Gương mặt mùa thu ủ rũ của bà đã chuyển sang sắc xuân hớn hở, ấm áp. Phật Pháp đúng là diệu Pháp. Hòa thượng diệu Pháp thật là diệu Pháp. Ngài luôn đem Phật lý tinh thâm, khéo léo giảng dạy cho đạo và đời cùng hiểu, viên dung vô ngại, hết nghi. Mê hồn thang. Mê hồn thang như tứ đổ tường, nhiều người mê đắm khó thể buông, hút thuốc học bài mờ tâm trí, đắm nghiền tủ sắc tự trói thân. Nếu ai thoát khỏi bốn tật này, chính là Như Lai Tự Tại Vương. Một chàng sinh viên khoảng 20 hướng hòa thượng diệu Pháp nêu thắc mắc. Vì kiếp trước đời sau, hồi nhỏ con có nghe bà nội kể qua, nói rằng hễ diêm dương cho người nào đầu thai thì trước tiên bắt họ uống một chén mê hồn thang của mạnh bà, uống xong thì quên hết mọi chuyện đời trước. Xin hỏi sư phụ, thật có chuyện uống canh mê hồn này không ạ? Hòa thượng diệu Pháp đáp: Ta nói có hay không đều chẳng thể đưa ra bằng chứng cho con.
hãy nghĩ xem. Hiện tại người thế gian, trước đây là oan gia với nhau, nhưng họ có thể vì tiền mà sẵn sàng vùi quên oán hận quá khứ để bắt tay hợp tác. Vậy là thù có thể hóa thành bạn. Có kẻ vốn là bằng hữu thân thiết như tay chân, cũng vì tiền mà lật lọng trở mặt phản nhau thành thù, thậm chí dẫn tới anh chết tôi sống thì một mất một còn. Đây đều là do uống phải mê hồn than tiền của mạnh bà mà quên hết tất cả. Diệt Dương Câu Tiễn vì muốn báo thù Ngô Phù Sai cho nên phải nằm gai nếm mật. Không lẽ ông thật quên mối nhục trong quốc mà chịu theo hầu hạ phục dịch Ngô Phù Sai? Đây chỉ là giả vờ dối trá thôi. Vì tận đáy lòng Diệt Dương, ông đầy thù oán, chỉ đợi thời cơ rửa hận. Không phải là không báo thù, mà vì thời chưa tới. Một sinh mạng sau khi đầu thai chuyển thế, có nghĩa là chỉ hoán đổi cái đẩy da thúi bên ngoài thôi, về hình dốc xem như có thay đầu đổi mặt. Thực đó, nhưng thần thức gá nương bên trong xác thân tứ đại giả hợp này, đối với quá khứ vẫn biết rõ một cách khách quan, rằng nên hướng ai báo ân, hướng ai đòi nợ. Vì vậy mới có câu, thiện được thiện báo, ác hữu ác báo. Do nghiệp lực dẫn dắt, thể cần đến thì nhất định phải đến, cần đi chắc chắn sẽ đi, quyết không thể vì ưa ghét của bạn mà thủ xả tăng giảm. Cho nên bị mê hồn than làm lú lẫn chính là bị tập khí tham sân si che lấp Phật tính vốn có, khiến cho chúng sinh phải điên đảo lưu chuyển trong sinh tử. Công tử áo xanh, Phú Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, có một gia đình ba nhân khẩu. Ông chồng thì thành thực, bà vợ siêng năng đảm đang, con gái họ 17 tuổi, mỹ lệ khả ái. Nhìn sơ qua thì thấy đây là một gia đình hạnh phúc ấm êm. Nhưng quả thật đúng như câu châm ngôn, nhà nào cũng có điều khổ tâm khó nói. Nhân dịp tình cờ, nữ chủ nhân hướng về tôi thổ lộ những thống khổ khôn xiết suốt bao nhiêu năm qua của bà. Bà và chồng xuất thân từ nông thôn, trước khi kết hôn cũng chưa có cảm tình hay quen biết nhau trước. Chỉ là lúc gặp mặt, bà thấy ông kiệm lời ít nói, cử chỉ thận trọng, bèn nghĩ thầm, đây là trượng phu có nề nếp, phong cách đáng để cho mình đương, nên ưng thuận thành thân. Cưới nhau rồi thì mới phát hiện bản thân ông chồng có quá nhiều tật, khiến cho bà chẳng cách chi dung nổi. Chẳng hạn như ăn cơm thì ông nhai chốc chết rất thô. Bà kể, nếu như mà ăn mì thì láng giềng trên lầu dưới lầu đều có thể nghe rõ tiếng ông nhai nuốt húp rồng rột. Còn khi ăn cơm thì dù mũi giải chảy như sông, ông cũng chẳng thèm quẹt chùi hay ngẩng đầu lên, cứ cắm cúi ăn biết, bất kể là nhà có khách hay không. Còn nữa, một khi ông mắc đánh rắm thì cứ thả bừa rất tự nhiên, chẳng chút ngại ngùng hay mắc cỡ e dè chi. Pháo từ mông ông cứ nổ giòn liên thinh hoặc lẻ tẻ, khiến những người có mặt phải lúng túng ngượng ngùng vô kể. Còn ông thì cứ điềm nhiên tỉnh khô như không có chuyện gì. Bất kể bà đắng miệng khuyên lơn thế nào, ông chồng cũng vẫn trơ ra như là cây du bị bóc hết vỏ, cứ tôi sao thì hiện vậy, một bề không thay đổi. Những chuyện kể ra như thế này nghe rất vụn vặt, nhưng giữa chuyện vợ chồng đã vì vậy mà hụt hạt biết bao nhiêu lần. Bà thấy chồng mình đúng là cam tâm để cho người ta chê cười, mặc thiên hạ bình phẩm đàm tiếu trong những lúc trà dư tủ hậu mà không hề biết mắc cỡ, giống như không có thể diện. Ông khiến bà và con gái phải xấu hổ cực kỳ với người ngoài. Do vậy
Đã nhiều lần bà bàn chuyện ly hôn, nhưng thường bị bạn bè thân thuộc khuyên can ngăn trở. Phần bà, hễ nhìn thấy chồng là trong tâm đã bực chán, phiền muộn ứ đầy. Con gái bà ngay từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha. Nó chưa từng được ông bồng ẩm, nô đùa hay dẫn đi chơi. Đối với cha nó, thì nó cũng ôm bất mãn đầy, vì rất ít khi được trò chuyện giao tiếp cùng cha, bị ông cư xử giống như người lạ. Đến bây giờ, hễ hai mẹ con đang trò chuyện, nói cười, chỉ cần ông vừa bước vào nhà thì họ lập tức im bặt. Từ lúc quy y Phật môn, con gái và bà đều từ bỏ ăn mặn. Hàng ngày bà kiên trì thực hành thời khóa sớm tối, siêng năng tụng kinh trì chú. Con gái bà do bận đi học nên hàng ngày đi đường nó luôn tranh thủ tụng chú Đại Bi, xem như rất chịu khó tinh tấn. Đối với mọi chuyện bà có thể cho qua, buông được hết. Chỉ duy nhất vấn đề của ông chồng là tâm thường nảy sinh phiền bực. Bà luôn hy vọng nhờ công phu tu trì mà những thống khổ của hôn nhân sẽ giảm bớt. Ai dè, từ lúc ăn chay rồi thì mùi trên thân ông chồng bà cũng không chịu nổi, nên phải phân phòng ở riêng, chẳng ai lý tới ai. Họ ngủ riêng đến nay đã 3 năm. Bà vốn đợi sang năm con gái lên đại học sẽ ly hôn. Do ngày ngày phải đối mặt với phiền não thống khổ nên hiện thời bà thường bị nhức đầu, lắm bệnh. Nhìn người phụ nữ vừa kể vừa khóc, bà chỉ hơn 40 tuổi nhưng bị cuộc hôn nhân bất hạnh giày vò và bệnh hoạn hành hạ làm cho tiều tụy. Tôi biết đây là ác duyên đời trước tụ hội, không dễ cho hạng phàm phu như tôi hóa giải. Vì vậy tôi gọi điện thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp. Sư phụ im lặng một chút rồi hướng về tôi giảng rõ nhân duyên kiếp trước của hai mẹ con và ông chồng. Sư phụ cho biết nữ cư sĩ này kiếp trước là nạn nhân X, nghèo khổ sống ở Thâm Sơn, mưu sinh bằng nghề hái thuốc. Ngày nọ ông X đem thuốc xuống tiệm ở thị trấn dưới núi bán. Gã chủ tiệm bảo ông: "Nghe nói trên núi có cây du ngàn năm á, vỏ nó làm thuốc cực quý. Do núi cao hiểm trở, ít ai chịu đi. Nếu mà ông lấy được vỏ nó về bán á, nhất định sẽ phát tài kiếm bổn tiền." Ông X nghe xong thập phần mừng rỡ, thầm tính tiền kiếm được lần này sẽ dành để cưới vợ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ông X trèo đèo lội suối lên tận núi cao và cuối cùng tìm được cây du to khoảng 3 người ôm. Ông thật là mừng vì được quá ước mơ, bèn cầm rìu khởi sự rót vỏ cây. Làm hồi lâu thấm mệt, ông dựng rìu dưới cây, trèo lên chán 3 cây nằm ngủ. Đang say giấc nồng, ông bỗng thấy có một công tử mặc áo xanh quỳ trước mặt ông khóc lóc, nói mình đây là cây du, hiện đang tu luyện đã ngàn năm rồi, chỉ còn 3 năm nữa thôi thì sẽ đắc đạo thành tiên. Nếu như bây giờ vỏ cây bị bốc hết thì sẽ lâm vào cảnh công mất khí tận. Vì vậy cầu xin ông X hãy từ bi gia hạn, thư thả cho, để 3 năm sau hẳn tới rốc vỏ, mình tu thành tiên rồi sẽ đáp tạ thâm ân. Nói xong liền lạy ông X mấy cái. Lúc đó ông X hét to: "Không được, không được, tôi đang cần cưới vợ, không thể nào đợi 3 năm được." Rồi ông X giật mình thức giấc, công tử áo xanh chẳng thấy đâu. Cuối cùng ông X cùng róc hết vỏ cây du gánh tới tiệm thuốc. Chủ tiệm hớn hở kiểm hàng cân đo. Ông X do không biết chữ nên vội nói: "Tôi cực khổ dữ lắm mới đem được thuốc quý về, anh không được cân gian dối lừa tôi đó nghe." Anh chủ tiệm liền đáp: "Yên tâm đi, tôi mà giỏi giang hả thì tôi làm con anh." Ông X đó đời nay chính là nữ cư sĩ này. Chồng bà chính là cây du ngàn năm, gặp thảm nạn bị lột hết da. Tục ngữ nói: người cần mặt, cây cần vỏ. Chẳng phải nữ tu sĩ hay nói chồng bà hành xử giống như cây du bị lột vỏ, không mặt không da, không thể diện sao?
Quả thực, bà nói rất đúng. Phải biết tính cách, tập quán và những gì người ta đã gặp phải hay trải qua trong đời trước rất quan hệ đến đời này. Chủ tiệm thuốc đúng là có cân gian của ông X hai lạng. Do lời thề nói láo làm con nên giờ y phải sinh làm con, nhưng không còn mang thân trai mà là thân con gái. Bởi chính cho y đề xướng, chỉ điểm và xúi dục ông X róc vỏ cây du, phá hủy đạo nghiệp ngàn năm của cây, nên tội lỗi y cao nhất, đứng đầu. Vì thế mà đời này y phải chuyển sinh làm con trong gia đình nghịch duyên với mình, mang thân nữ so với thân nam khổ hơn rất nhiều. Huống nữa lại là một đứa trẻ không hề được cha yêu thương hay để mắt tới, vậy chẳng phải là khổ càng thêm khổ sao? Đây cũng chính là nguyên nhân quan hệ khác thường, cực kỳ lạnh nhạt giữa cha và con gái. Hiểu rõ nhân quả kiếp trước đời này rồi, nữ cư sĩ và con gái cần thành tâm sám hối tội lỗi đời trước. Bà cần phải sám hối với người chồng đời này, con gái cũng phải kiên trì sám hối để xóa đi oán hận trong lòng phụ thân. Sở dĩ ngày nay ông trở thành kẻ không thông tình đạt lý như thế đều là do hành vi của hai mẹ con đã làm trong kiếp trước. Hai mẹ con sau này phải chí tâm sám hối vì cái du xưa mà tụng 49 biến kinh Địa Tạng. Khi nhân duyên hồi đủ, thời khắc đến, thì quan hệ gia đình cả ba người nhất định sẽ cải thiện, cùng hưởng mối vui tình thâm. Có lẽ nhờ nữ cư sĩ cùng con gái phát tâm tu, siêng năng tụng kinh, trì chú, ăn chay niệm Phật ngót 3 năm nay nên được cảm ứng. Cũng có lẽ là cơ duyên họ đã thuần phục, nên khi tôi truyền đạt lại mọi nguyên nhân cội rễ mà Hòa Thượng Diệu Pháp vừa giảng thì mẹ con bà như trong mộng chợt tỉnh, hoan hỷ, tinh giận. Nhất là con gái bà, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, bảo mẹ: Má ơi, má và ba chung sống mười mấy năm nay, má cứ giận trách ba là không mặt không da. Té ra là tại má, má đã tuốt hết da vỏ thể diện của ba, nên mới ra nông nổi như vậy. Câu nói này khiến mọi người tại hiện trường đều bật cười. Nửa tháng sau, nữ cư sĩ từ Lạc Dương gọi điện tới báo tin vui, nói chứng đau đầu của mình đã hoàn toàn hết và các bệnh khác cũng nhẹ đi nhiều. Hiện tại, cứ mỗi 2 tiếng, bà tụng xong một bộ kinh Địa Tạng, chồng bà cũng đã dần thay đổi. Bà quyết tâm tụng cho xong 49 bộ kinh Địa Tạng, sau đó sẽ tiếp tục tụng mỗi ngày một bộ, hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới, nguyện tất cả đều có thể nghe đến kinh Địa Tạng, hiểu lý và hưởng được lợi ích. Tôi nghe xong thật mừng cho bà, chúc họ sớm thành gia đình Phật hóa thuận hòa, hạnh phúc mỹ mãn. Người vợ đau khổ. Các cư sĩ tuổi gần 60, tin Phật đã nhiều năm. Lúc bà gặp Hòa Thượng Diệu Pháp thì mắt lệ tuôn trào do quá bi ai cho bản thân. 20 tuổi bà lấy chồng, nhưng tới giờ vẫn chưa biết hạnh phúc vợ chồng nồng ấm là chi. Vợ chồng tuy sống chung nhưng chỉ đem lại cho bà toàn khủng hoảng. Điều khiến bà thống khổ và vô phương kham nhẫn nổi chính là tuy hiện giờ đã ở vị trí bà nội, song lắm lúc vẫn bị chồng đánh, mắng. Mấy mươi năm nay, hôn nhân của bà toàn là nếm mùi đánh đập, mắng chửi, bị khổ đau mài luyện. Nhưng ngược ngạo thay, các ông chồng vô tình vũ phu này ở bên ngoài ai cũng tấm tắc khen ổng là người tốt. Sau khi tin Phật rồi, bà nghĩ: Chắc đời trước mình thiếu nợ ổng, cho nên cũng ráng tùy duyên đón cảnh thuận nghịch, ráng mà sống với nhau. Thế nhưng bà rất muốn biết giữa mình với chồng có nghịch duyên quan trái gì mà đến giờ vẫn trả chưa xong. Hòa Thượng Diệu Pháp chiều theo nguyện vọng của bà. Đây có lẽ nhờ bà niệm Phật nhiều năm mà được dịp hiểu rõ nguyên nhân. Hòa Thượng kể: Ngày xưa có một phú thương đã có rất đông thi thiếp, nhưng còn tham lam để mắt tới đứa tớ gái tên Lan có nhan sắc trong nhà.
Thế là ông cưỡng ép chiếm đoạt Lan, còn dùng lời ngon tiếng ngọt gạt lường dụ dỗ, hứa hẹn rằng có dịp thuận tiện sẽ nạp Lan làm thiếp. Nữ nhân ngày xưa rất coi trọng việc chung thân. Lan nghĩ mình đã là người của ông chủ rồi, nên một bề vọng ngóng đến ngày được dễ dàng mày mặt như ông đã hứa hẹn. Nhưng phú gia này không thực tâm giữ lời. Lúc cao hứng thì đi tìm Lan thỏa mãn thú tính, khiến nữ tỳ này luôn bị thống khổ, muốn chết mà chẳng thành, muốn đi mà không được. Do ước mơ cả đời cô không bao giờ thành sự thật, nên trong lòng oán hận phú ông đến tận xương tủy. Đời này, oan oan tương báo, bọn họ lại kết thành vợ chồng danh chánh ngôn thuận, đúng như nguyện ước của cô nữ tỳ ngày xưa. Song giai dế vị trí đã đổi, phú ông thuở ấy giờ phải chuyển thành thân nữ là các cư sĩ đây. Còn cô tớ gái từng nhận chịu nhiều nhục nhã thống khổ, nay được thăng làm đàn ông, ở vào vai người chồng. Những oán hận tích chứa thời xa xưa, kiếp này được dịp phát tiết, trút cả vào các cư sĩ đây. Đây gọi là nhân duyên hội đủ, quả báo đến liền thọ. Các cư sĩ nghe hòa thượng Diệu Pháp kể xong câu chuyện, mắt đầy lệ. Bà tỉnh ra và khởi tâm sám hối. Bà nói bà tin điều sư phụ giảng là thật, bởi bà cảm thấy tính cách mình rất hướng ngoại, giỏi giao thiệp, năng lực làm việc mạnh mẽ, y hệt như đàn ông. Chồng bà tính là khỉ lưỡng, có trách nhiệm bổn phận, ưa làm những việc dọn dẹp, lau chùi, những công việc tỉ mỉ như đàn bà con gái. Trừ việc cư xử rất tồi với bà ra, ông giao hảo với một người thật tốt, dịu dàng như nữ nhân. Bà nói hiện nay bà thọ khổ, đúng là tự làm tự chịu, hết còn trách ai. Từ rày về sau, bà chẳng dám khởi tâm oán hận chồng nữa. Một đời này khuyết chí tu tinh tấn để về cực lạc, không muốn luân hồi đau khổ nữa. Hòa thượng Diệu Pháp bảo bà hàng ngày phải âm thầm sám hối và tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho cô tớ gái tiền kiếp. Nếu như bà tin sâu và kiên nhẫn thực hành, nhất định ác duyên sẽ tiêu trừ, thiện duyên tăng trưởng, quan hệ vợ chồng sẽ được cải thiện. Kim giám đốc, lần nọ mười mấy người cư sĩ chúng tôi muốn đi Ngũ Đài Sơn bái kiến hòa thượng Diệu Pháp. Anh Kim là giám đốc nhà in, tình nguyện lái xe đưa chúng tôi đi. Mặc dù anh không tin Phật, nhưng anh thuộc vào tiếp người hết lòng vì bạn. Anh tự lái chiếc xe hơi đời mới sang trọng đưa chúng tôi vượt đường xa. Hơn nữa, có ba lý do khiến cho anh sốt sắng. Một là vì muốn giúp bạn hữu. Hai là từng nghe đồn những việc thần kỳ về hòa thượng Diệu Pháp, nên anh cũng tò mò. Ba là từ thuở giờ chưa biết thắng cảnh Ngũ Đài Sơn, nên cũng muốn đến đó cho rõ. Đáng tiếc là, ngày đầu tiên, lúc chúng tôi hướng hòa thượng thỉnh Pháp, thì anh Kim có lẽ do lái xe mỏi mệt quá, nên đi ngủ mất. Sáng hôm sau, mấy cư sĩ đã hướng hòa thượng thỉnh giáo nguyên nhân bệnh hoạn. Sư phụ kiên nhẫn giảng, bảo họ từng giết qua loài vật nào, thậm chí giết làm sao, ăn như thế nào, cho đến quá khứ từng trộm qua thứ gì, dùng bao nhiêu, còn bao nhiêu để ở địa phương nào. Mỗi mỗi đều kể rất rõ ràng. Chứng kiến sự thật này, anh Kim hoàn toàn bị chấn động. Anh cứ trố mắt nhìn, miệng há to, chăm chú theo dõi. Ngó bộ, anh hết sức hưng phấn, khẩn trương, thậm chí nhiều lần muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Buổi chiều, anh đến tìm tôi, ngỏ ý muốn tối hôm đó một mình đến lễ hòa thượng hỏi chút chuyện. Vì ngại nên giờ tôi xin phép trước giùm. Được sự chấp nhận của sư phụ, 7 giờ tối tôi dẫn anh đến phòng khách.
Chỉ thấy anh Kim cung kính quỳ trước hòa thượng, hai tay chắp lại, trang trọng khấu đầu làm lễ ba lần. Ngó bộ, anh đã bị hòa thượng chiết phục, thực lòng tin theo Phật Pháp rồi. Hôm qua, lúc chúng tôi gặp hòa thượng và hành lễ với ngài, anh còn đứng ở bên ngoài ngó vào thôi. An tọa xong, anh Kim mặt đầy sầu muộn, kể lễ với vẻ bi ai. Con với vợ là Tiểu Khiết, kết hôn được 12 năm, có một đứa con trai 10 tuổi. Trước khi cưới Tiểu Khiết, con có thương một người bạn học láng giềng tên là Tiểu Lý. Tụi con vốn là đôi bạn thanh mai trúc mã mà, dự định là tính sẽ kết hôn với nhau. Ngay lúc đó thì con quen Tiểu Khiết. Nếu mà so về tướng mạo, công việc, hoàn cảnh gia đình, Tiểu Khiết đều thua xa Tiểu Lý. Vậy mà không hiểu làm sao, con bị trúng tà hay là ma ám gì đó, vừa gặp Tiểu Khiết là con đã yêu liền. Mặc dù bạn bè thân hữu phản đối quá trời luôn, con vẫn ương bướng cương quyết kết hôn với Tiểu Khiết. Cưới nhau mới có 3 ngày, vẫn còn khách đến nhà thăm. Cha mẹ con cũng đang bận rộn phụ tiếp. Ngay lúc này có hai người bạn bước vô, vừa cung tay chúc mừng, vừa cười nói với con. Chú Kim, chú có lỗi ghê nha. Kết hôn mà không báo cho các anh hay, sợ hao rượu mừng hả? Con vội vàng bước tới nghênh đón, cười nói với người ta. Thiệt là xin lỗi quá, do kết hôn gấp gáp, lại bận biểu nên không kịp báo tin. Mong các anh lượng thứ cho. Lúc này á, Tiểu Khiết mang nước ra mời, rồi các bạn còn đùa giỡn nó chứ. Chú Kim, tôi giận chú đó ngang. Trời ơi, vợ đẹp như vậy mà không giới thiệu với chúng tôi, bộ sợ tụi tôi cướp hay gì dạ? Ừ, giận là phải rồi, vợ đẹp mà đem giấu. Lúc đó con mới cười ha hả nói. Trời ơi, đẹp cái nỗi gì, xấu quá đi, em còn đang hối hận đây nè. Trời ơi, con nói chưa dứt câu, Tiểu Khiết đột ngột quay lại, hai mắt trợn trừng đỏ ngầu, cái tia mắt nhìn hung dữ lắm. Trời ơi, cô dán cho con hai cái bạt tai. Lúc đó mắt con như là muốn nổ đom đóm ra đó. Người trong nhà đều đứng ngay người ra nhìn cổ. Trời ơi, còn cái cô vợ vừa khóc vừa la làng làm ầm ĩ lớn chuyện luôn. Nhất định là không chịu bỏ qua. Lúc đó còn bị tát đau điến đến mê muội, thịnh nộ nổi lên, chỉ muốn là xé nát cô ta ra. Nhưng con vừa đưa tay lên thì buông xuống, lý trí nhắc nhở mình. Không nên làm như vậy, khiến láng giềng chung quanh chê cười. Không nên làm cho ba mẹ mình phiền bực. Do hai anh bạn ấy nấy xin lỗi, với lại mọi người cũng súng nhau khuyên giải, con đành phải nén giận, ráng gượng cười làm vui đó chứ. Rồi suốt 12 năm nay, tụi con luôn tranh cãi nhau không ngừng luôn, làm ầm ĩ, rồi đòi ly hôn 6 lần. Trong đây có 2 lần là coi như là Tiểu Khiết rồi dọn đồ đi luôn á. Nhưng mà mỗi khi sắp làm thủ tục ly hôn á, luôn bị thân bằng quyến thuộc rồi hàng xóm rồi súng vô ngăn cản, rồi khiến cho việc ly hôn bất thành. Điều này khiến cho tâm con luôn thống khổ. Cả hai đứa đều muốn ly hôn nhưng cứ gặp cái cảnh chia tay bất thành. Có quái dị không chứ? Xin sư phụ hãy chỉ dạy cho con với. Trong lúc anh Kim nói, hòa thượng Diệu Pháp khép nhẹ đôi mắt như đang nghe, lại giống như đang tư duy. Bây giờ ngài mới đưa mắt nhìn anh Kim và hỏi: Anh dẫn con trai đi sở thú, ưa ngắm nhìn lũ chim công lắm phải không? Dạ đúng, đúng rồi. Hòa thượng mỉm cười kể: Cách đây 3 đời, anh sinh ra nơi một thôn trang dưới núi, là một nam tử Hán. Anh thường lên núi đốn củi và quen với một con công ở trên núi. Mỗi lần gặp thường hay cho nó ăn thứ gì đó. Công hay chơi đùa với anh. Anh cũng rất thương công, và con công cũng quyến luyến anh. Có ái, tức có tình. Đời sau, tức là kiếp thứ hai, anh vẫn sinh làm đàn ông, nhưng công thì chuyển sinh làm phụ nữ. Do tình cảm kiếp trước mà kết thành phu thê. Nhưng bởi vì cô vợ từ kiếp xuất sinh mới chuyển lên, tuy mang hình hài người, nhưng tập tính thú cầm vẫn còn. Cho nên vợ chồng thường gây cãi ầm náo. Lúc anh nổi thịnh nộ khó tránh khỏi đánh vợ. Cô ta là nữ, nên đánh không lại anh. Tất nhiên ghim hận trong lòng.
đời sau nữa, anh vẫn chuyển sinh làm nam, ăn mặc giống như người luyện võ. Hôm nọ, anh đẩy xe một luân xa, lên núi, bất ngờ gặp một con sói. Anh liền lấy dây xích sắt đánh nó. Chẳng mấy chốc, con sói bị hạ gục. Anh lập tức dùng xích cột cổ nó, ra sức siết chặt. Con sói giãy giụa một lúc thì bất động. Anh bỏ con sói nằm ở đó, rồi đẩy xe đi. Chập sau, con sói tỉnh dậy, nhưng vì bị thương tổn hại đến thần kinh, khiến tứ chi nó bại liệt. Nó tru lên, gọi những con sói khác tới kéo nó về động. Dần dần, nó chết đi. Hòa thượng Diệu Pháp kể xong câu chuyện, nhìn thấy mặt anh Kim bán tín bán nghi, liền hỏi: nơi cổ vợ anh có hằn những đường mờ màu trắng, vết sẹo nằm lộn xộn, không có hàng lối gì hết, phải không? Nghe nói thế, anh Kim cả kinh, mặt mày biến sắc thưa: dạ đúng, đúng rồi. Hòa thượng nhìn gương mặt tái nhợt của anh, ôn tồn hỏi: anh đừng căng thẳng quá như thế. Mỗi người thân thể hình thái, ngũ quan, tướng mạo, cho đến vân tay, dấu bớt, mang từ lúc còn trong thai. Ngay cả tập khí, tính tình, đẹp, xấu, trắng, đen, toàn bộ đều liên quan đến nghiệp đã tạo đời trước. Bởi vì anh bình thường tâm địa hiền lương, ưa làm chuyện phúc thiện, giúp người. Bản thân tuy không tin Phật, nhưng lần này vì muốn tình nguyện chở giúp người lên núi lễ Phật, nghe Pháp. Nhờ vậy mà hôm nay có duyên được nghe ta giảng cách phá giải nhân quả cho. Đã nói phá, tức là có phương cách hóa giải. Anh không nên cứ đinh ninh cho rằng ngủ bên cạnh mình là một con sói. Vì giờ anh hiện giờ đang thực sự là người. Mỗi chúng ta, từ vô thị kiếp đến nay, luân hồi trong lục đạo, có cõi nào mà chẳng từng đi qua? Phật ngày xưa cũng từng hiện làm thân Nai Chúa mà. Ta hỏi anh một việc nữa. Anh có giúp mấy cô gái mua vé vào tham quan cảnh chùa hay không? Giám đốc Kim lộ vẻ rất kinh ngạc. Thưa: Dạ có. Đó là mấy nữ công nhân thất nghiệp muốn vô chùa bái Phật, nhưng mà không có đủ tiền mua vé. May là lúc đó con đi ngang, thấy vậy nên giúp giùm. Làm sao mà mấy cái chuyện nhỏ nhặt này sư phụ cũng biết vậy? Muốn người đừng biết, trừ phi mình đừng làm. Bất kể làm thiện hay ác chi, cũng đồng một lý này cả. Con làm qua việc xấu gì, Ngài cũng biết hết hả? Chư Phật, Bồ Tát, thiên, địa, quỷ, thần đều biết và thấy hết. Vì vậy, Phật mới khuyên chúng ta không nên làm ác, mà phải làm toàn điều lành. Vậy, có phải sau này Tiểu Khiết sẽ lấy mạng con không? Hòa thượng chậm rãi nói: đợi đến khi anh hơn 40 tuổi, vào một tối nọ, anh về nhà do một chuyện giặt giảnh mà gây cãi ầm ĩ cùng vợ, và anh sẽ ra tay đánh cô ấy. Rồi anh nằm ngủ, vợ anh sau một hồi khóc lóc, tâm lan sói sẽ bộc phát. Thế là cô đi tìm một sợi dây điện, gấp đôi lại, rồi một đầu quấn quanh cổ anh, lọn đầu kia vào lòng dây đôi nơi cổ, rồi cột vào chân giường. Sau đó, hai tay ả nắm chặt dây điện, dùng chân đạp trụ giường, ra sức kéo, xiết cổ anh. Anh dãy giụa một hồi, rồi bất động. Cô vợ sẽ nới tay nghỉ mệt một lúc, xong lại làm tiếp, vừa kéo, xiết dây, vừa mắng anh. Về đâu anh tỉnh dậy, mở mắt ra, nhưng từ cổ trở xuống đã mất tri giác. Từ đó, anh bị bại liệt. Nghe đến đây, mặt anh Kim trắng bệch không còn chút máu. Anh vội quỳ xuống trước Hòa thượng Diệu Pháp, khủng hoảng thưa:
xin sư phụ cứu con. Cách đây 5-6 năm về trước, có lần con đi vào công ty Bách Hóa, khi về á, vừa tới cổng lớn á, thì con thấy có một người đẩy chiếc xe lăn cũng tiến ra cổng. Con ngạc nhiên lắm, nhưng mà khi phát hiện ra cái người ngồi xe lăn chính là con, nhưng mà cái tuổi lớn hơn á, nhìn khoảng hơn 40 mấy tuổi. Con liền định thần lại, nhìn lại thì thấy không phải là con. Rồi con nhìn lại một lần nữa, lại thấy đó là con. Cái hiện tượng kỳ quặc này cứ khiến con cứ suy nghĩ suốt mấy ngày liền. Lúc đó con cứ nghĩ là không phải chăng mình đang thấy trước cái điềm báo vào lúc hơn 40 tuổi mình sẽ bị bại liệt. Lúc đó còn suy nghĩ nát óc luôn á, mà không hiểu được. Bây giờ nghe sư phụ kể câu chuyện này rồi á, thì con hiểu và con tin rồi. Xem ra mình thật sự có bị nạn đó. Xin ngài hãy cứu con đi. Hãy thu nhận con làm đồ đệ đi. Từ nay trở đi con muốn là đệ tử của Phật. Nếu không á, cho dù con có kiếm được nhiều tiền đến mấy á, thì cũng đâu có ích gì đâu. Hòa thượng Diệu Pháp mỉm cười nói: Con hãy đứng dậy, chuyện quy y hãy đợi trong chùa thông báo cho. Còn như giúp con giải trừ nạn này thì mấu chốt nằm ở bản thân con. Trước tiên con phải sám hối nghiệp gây gổ đánh đập người trong kiếp trước và lỗi đã sát hại con sói. Giờ đây con có thể lên đại điện lễ Phật sám hối. Sau khi về nhà rồi thì phải thiết lập Phật đường ngay trong nhà. Nếu không tiện thì không lập cũng được, vì Phật tại trong tâm mà. Nhưng quan trọng là mỗi ngày vào lúc rảnh, con tranh thủ dính thời gian tụng một bộ kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Tụng khoảng hơn nửa tiếng thì xong một biến. Tùy theo thời gian của mình mà mỗi ngày con tụng mấy biến đều được. Lúc tụng phải tịnh tâm chuyên chú, chí thành hồi hướng cho con sói đời trước bị con làm hại, giúp nó tăng gia phúc báo, kết duyên với Phật môn, tiêu trừ tâm sói và tâm sân si oán hận đối với con. Dần dần con sẽ thấy vợ con thay đổi, đối với con từ ái tử tế hơn, gia đình sẽ hòa thuận, bi kịch vốn phải phát sinh sẽ không phát sinh nữa. Đây gọi là cảnh chuyển theo tâm, nghĩa là tâm con có thể chuyển cảnh, khiến phong khí gia đình được thiện hóa theo. Con phải tu sửa tâm, giữ thân khẩu ý trong sạch để chuyển ác khí thành hiền khí, chuyển phiền não thành bồ đề. Vì vạn pháp duy tâm tạo. Sau khi con rời khỏi nơi này rồi, từ đây phải thường thân cận thiện tri thức cho nhiều vào. Đối với bạn bè, con có thể đem kinh nghiệm từng trải và sự tu hành của bản thân mình để thuyết pháp, hóa độ họ vào chánh đạo. Lúc rảnh nên đọc kinh tạng, nghiên cứu nhiều để hiểu cho sâu, tự khai mở trí cho mình. Bình thường có đi đâu, dù tản bộ hay lái xe, hoặc khi rảnh rỗi, nên thường niệm danh Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong xã hội dậy đầy bạo loạn tranh đấu như hiện nay, không nên mưu đồ chiếm lợi nhiều, không nên truy cầu tiền bạc bất nghĩa. Phải biết hại người chính là hại mình. Từ nay về sau, quyết không làm bất cứ điều gì sai trái, có lỗi với lương tâm mình. Khi làm việc, cư xử cần thành thật, nên nộp thuế đúng thời, chỉ làm toàn những điều lợi quốc, lợi dân. Được vậy thì nhất định hãng xưởng của con sẽ trụ vững, không thất bại trong thương trường. Do con bái ta làm thầy, nên ta truyền thọ Phật Pháp cho con. Phải tôn kính tuân hành mới là đệ tử Phật chân chính. Như vậy sẽ được Thiên Long hộ vệ, chư Bồ Tát gia trì. Nếu con khinh suất, không chịu giữ giới luật, thì con chẳng phải là đệ tử Phật.
cho dù con có được tờ phái chứng nhận mình đã quy y, thì hiện tại khó được Phật chúc phúc, mà tương lai cũng sẽ rơi vào ác đạo. Ta giảng nãy giờ, con nghe hiểu hết chưa? Anh Kim một bề cung kính lắng nghe, vội thưa. Bạch sư phụ, con hiểu rõ hết rồi. Xưa nay con vốn chẳng hút thuốc hay uống rượu hết, ngay cả trà con còn không dùng tới nữa. Từ hôm nay trở đi, con thề giữ giới nghiêm minh, dứt tuyệt ăn mặn. Đoạn sau câu chuyện, tôi nghĩ chẳng cần kể tiếp nữa. Hiện nay, gia đình giám đốc Kim đã hòa thuận, công việc hãng xưởng rất phát và bận rộn tất bật, thành là một thương hiệu được tín nhiệm, cực kỳ nổi danh. Tân Phu Dân. Tần cư sĩ là một phụ nữ rất xinh đẹp, từ nhỏ đã có khiếu mỹ thuật, tuổi còn trẻ đã là thầy dạy cắt uốn tóc nổi danh khắp thành phố. Bà là người lanh lẹ, vén khéo, đảm đang. Sau khi cách mạng giải phóng, bà tự mở một tiệm làm tóc tại nhà, đến nay phát triển thành một thẩm mỹ viện bề thế quy mô. Tần cư sĩ rất có hiếu với mẹ. Lúc mẫu thân lâm chung, bà quỳ trước giường suốt 8 giờ, không ngừng niệm Phật, làm cả nhà mười mấy người xúm nhau quỳ xuống, niệm Phật theo. Đột nhiên, mọi người không hẹn mà đồng thanh la lên. Tôi nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm rồi. Ngay lúc ấy, trong phòng bệnh nhân tràn ngập hương thơm kỳ diệu, khiến người thanh mát cả tạng phủ. Mọi người đồng thấy Quan Thế Âm Bồ Tát giáng lâm phía trên, bên phải giường bệnh. Chỉ riêng Tần cư sĩ nhìn thấy mẹ mỉm cười, hướng không trung mà đi. Hơn nữa, còn nghe Phật nhạc vang vang. Lúc này, toàn gia cực kỳ hưng phấn, đồng quay lại nhìn mặt mẫu thân, thấy gương mặt bà đang cười mỉm, đã an lành, vãng sinh. Từ đó, cả nhà đều tin Phật giáo. Chính vì Tần cư sĩ thuần thành thiện lương này đã nhiều lần nhờ tôi giúp bà liên hệ xuất gia. Qua trò chuyện, tôi mới biết, sở dĩ bà muốn xuất gia là do không có tình cảm với chồng. Giữa họ thường gây cãi, ông xã có lúc còn ra tay đánh bà. Những lần như thế, tôi đều khuyên bà không nên trốn lánh hiện thực để xuất gia. Huống chi, bà còn có đứa con gái chưa thành niên, cần mẹ chăm sóc, nuôi dạy. Cách đây không lâu, một buổi tối, bà đột nhiên gọi điện tới khóc sướt mướt, kể là do gây gổ cùng chồng, bà đã đến nhà em trai cư ngụ 3 ngày rồi. Hiện giờ chỉ muốn gặp tôi ngay, nếu không bà chẳng thiết sống nữa. Vừa gặp mặt, Tần cư sĩ òa khóc, kể lể. Tôi hiện ngủ trong tòa nhà 3 phòng mới mua hồi nửa năm trước, với giá 40 vạn. Tiền này hoàn toàn do tôi kiếm được. Tôi cùng chồng sống chung, khi đi coi thấy nhà ưng ý, nhưng do bận việc bề bộn nên tôi giao ông xã giữ tiền và là thủ tục mua nhà. Không bao lâu thì đã có chìa khóa nhà mới. Tôi cho rằng nửa đời chịu cực chịu khổ của mình đã được đền bù bằng ngôi nhà ưng ý. Nhưng ai không ngờ, 3 ngày trước, vào một đêm khuya, chồng tôi về nhà và bảo: sáng mai á, hoặc chậm nhất là ngày mốt, em lo chuẩn bị đủ 20 vạn tiền mặt để giao nộp. Nếu không á, thì phải ra khỏi nhà. Chẳng phải tôi đã đưa đủ 40 vạn cho anh mua nhà rồi sao? Còn đòi 20 vạn nào nữa? Tôi chỉ mới đưa người ta 20 vạn. Còn 20 vạn á, tôi đem mua cổ phiếu kiếm lời. Nào ngờ bị mất hết. Để gỡ gạt, tôi đã thế chấp ngôi nhà này, mới lấy 20 vạn. Ai dè, cũng thua sạch luôn. Bây giờ người ta đòi tiền. Không có tiền á, thì người ta bắt mình ra khỏi nhà. Tôi cảm giác như sấm đổ bên tai. Rồi trách ông xã chơi cổ phiếu, sao không bàn trước cho tôi. Nào dè, ông không những chẳng biết lỗi, còn đánh tôi nữa. Vừa nói, bà vừa chỉ cho tôi xem thương tích trên cánh tay. Bà sụt sịt nói:
Tôi thật khó mà sống qua hôm nay. Tôi cũng nghĩ là trước đây mình thiếu nợ ổng, nên đã ráng nhịn nhục cho êm chuyện gần 20 năm nay. Trong nhà, mọi việc ăn, mặc, ở, tất cả đều do một tay tôi đi làm kiếm tiền cung ứng. Lẽ nào vẫn chưa đủ trả nợ cho ổng? Bây giờ, nếu như phải đền tiền, thì thẩm mỹ viện của tôi cũng phải đóng cửa. Tôi thực nghĩ không thông. Tôi rất muốn nhờ Tôn Huynh xin Hòa Thượng Diệu Pháp giảng cho tôi nghe để hiểu rõ về nhân quả. Như vậy, tôi mới cam lòng. Dù có chết, tôi cũng phải chết cho minh bạch. Dừng một chút, cho tâm tư bình tĩnh. Sau đó, Tần cư sĩ thuật lại cho tôi hiểu rõ đầu đuôi cuộc hôn nhân của bà. Em trai tôi, từ lúc giải phóng, thì bị điều về quê. Sau đó, người nhà nghĩ cách đem nó về thành. Do vậy mà, mẹ dẫn tôi đến nhà cục trưởng để cầu giúp. Bà vợ lão cục trưởng vừa nhìn thấy tôi, thì tỏ vẻ rất nhiệt tình. Hỏi dông dài một hồi, bà liền thuyết phục chồng nên mau chóng thu xếp việc này giúp chúng tôi. Sau đó, một mình mẹ tôi tới nhà cục trưởng. Em trai tôi không bao lâu được chuyển về thành. Lúc này, mẹ tôi mới sắp xếp cho tôi và con trai cục trưởng gặp nhau. Tất nhiên là tôi không ưa cuộc hôn nhân được mẹ sắp đặt. Nhưng do em trai tôi đã được họ giúp điều về thành phố, nên tôi bắt buộc phải chấp nhận gặp mặt. Gặp nhau rồi, hai bên đều không có cảm giác và không nói năng gì. Nhưng thấy ông ta có học thức, nên cũng không đến nỗi phản cảm. Do mẹ tôi nhiều lần thuyết phục bảo ban, cuối cùng tôi cũng ưng thuận cuộc hôn nhân cho đôi bên an bài. Em trai tôi nhờ vậy mà xin được một công việc làm mãn ý. Nào ai biết, ngay đêm tân hôn, khi tân lang trút y phục ra, tôi cực kỳ kinh hãi khi thấy toàn thân ông ta nổi đầy lốm đốm lục cục lòn hòn, nhìn giống như là phong cùi hay là dãy nến vậy. Định thần nhìn kỹ, tôi chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra thôi. Gã nam nhân là chồng tôi, trừ mặt, cổ và tay ra, khắp mình da bị bệnh, nổi một sần sùi và bông lên như vảy cá. Tôi đứng như quá đá, lòng đầy kinh hoàng, mắt tuôn lệ đầm đìa. Nghĩ mà xem, từ nay về sau, tôi làm thế nào để đối mặt với cuộc sống như vậy? Tôi dám chắc là các cô gái khác mà thấy tân lang kinh khủng như thế này thì có đứt xô cửa mà bỏ chạy. Nhưng giờ tôi không có can đảm đối diện với gương mặt đầy nước mắt của mẹ. Lại nghĩ đến tiền đồ của em trai và những lời dèm chê của dư luận, xã hội, nên đành cúi đầu chấp nhận số mệnh. Lúc này, tôi mới vỡ lẽ và hiểu ra vì sao mà gia đình ngài cục trưởng lại sốt sắng nhiệt tình dùng giả giúp đỡ chúng tôi như vậy. Vì con trai mình, họ đã hủy hoại cuộc đời tôi. Sau đó, tôi khuyên chồng nên đi trị bệnh. Ông nói, hồi trước có trị qua rồi, nhưng mà không có kết quả, nên chẳng muốn đi nữa. Vì không thích bị người chê cười, rất là mất mặt. Tôi bèn mua nhiều thuốc cho ông, nhưng thấy đều không có kết quả. Tôi lại khuyên ông đi bệnh viện. Thế là ông đánh, ông chửi tôi. Càng khổ hơn nữa là tôi vô phương, đồng sàng cùng ông. Ông vừa tới gần là tôi đã chán ghét muốn nôn. Có thể điều này làm tổn thương lòng tự trọng, tự tôn của ông, nên ông đối với tôi càng vũ phu, thô bạo. Lòng tôi đầy vết thương. Cưới đau chưa được bao nhiêu ngày, chúng tôi phân phòng ngủ riêng. Sau đó tôi mang thai, sinh một con gái. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là một người đã thọ qua nền giáo dục đại học lại sinh trong một gia đình cán bộ cao cấp,
Vậy mà ngay cái chút tập quán vệ sinh tối thiểu anh ta cũng không có. Chén bát ăn bỏ sót đầy, quần áo thì bà đâu dứt đó, cởi vớ chỗ nào thì quăng chỗ đó, mười mấy năm nay chưa từng thay đổi. Nếu như không thúc giục thì ngay cả tắm rửa ông ta cũng chẳng màng. Đối với những tật xấu này, tôi chỉ cần biểu hiện chút bất mãn thì sẽ lập tức lãnh ngay một trận đòn nhừ tử. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng cho là chúng tôi là trai tài gái sắc, là tiểu gia đình êm ấm. Nào có biết là tôi đây, bề ngoài cười đủ, bề trong khóc thầm. Có lần tôi đi Thanh Đảo làm việc, ngủ tại một khách sạn ven biển. Tối đó tôi nằm thoải mái trong phòng, lắng nghe tiếng sóng biển ầm ầm vọng vào. Trong hoàn cảnh lãng mạn như vậy, tôi bất giác nghĩ đến số phận của mình, không kìm được lệ rơi đầm đìa tuôn ướt gối. Lăn lộn mãi vẫn khó có thể chợp mắt. Tôi trách trời xanh đối xử quá bất công, đem gả tôi cho một nam nhân vũ phu tồi tệ, đáng chán kinh khủng như vậy. Lẽ nào đây là định số mà con người thường nói? Bỗng dưng tôi nhớ tới truyền thuyết Bồ Tát Quan Thế Âm ở Nam Hải, nghe kể rằng Ngài rất đại từ đại bi, hay cứu khổ cứu nạn. Lẽ nào Ngài lại không cứu giúp cho tôi? Vì sao số tôi khổ như vậy? Ngoài sông, tiếng sóng biển ào ào gầm vang, như thể muốn an ủi, ban cho tôi hy vọng. Tôi ngồi bật dậy, mặc áo khoác, bước ra khỏi khách sạn, đi đến bờ biển. Trong đêm khuya, mình tôi dạo gót chậm chậm trên bãi cát cô tịch, không một bóng người. Tôi ngước nhìn bầu trời lấp lánh ngàn sao, lòng muốn khóc nhưng lệ không chảy nổi. Đột nhiên tôi mơ hồ trông thấy Đức Quan Thế Âm cưỡi trên lưng một con cá đứng nơi ven biển. Giây phút này, bao oan khuất, tủi nhục, oán hận và hy vọng trong tôi đồng loạt trào dâng như suối. Tôi quỳ xuống trên cát, vọng hướng về phía Quan Thế Âm Bồ Tát và bật lên tiếng khóc thật to. Lòng tha thiết mong Ngài cứu vớt, đem tôi ra khỏi chúng trần ai khổ ải này. Sau đó thì tôi được quen biết Tôn Huynh và quy y Phật môn. Có lẽ là trời cao đã nghe tiếng van cầu cứu của tôi nên đáp ứng. Thế nhưng dù tôi tụng kinh bái Phật nhiều đến mấy, vẫn chưa khiến hôn nhân thê thảm của tôi chuyển mình tốt. Rốt cuộc là kiếp trước tôi thiếu chồng tôi bao nhiêu nợ mà làm thế nào cũng không trả xong vậy? Tôi nghe nói gia đình giám đốc Kim cũng gặp vấn đề rắc rối khó giải, đã nhờ hòa thượng diệu pháp giúp cho rồi. Vậy Tôn Huynh có thể hỏi giúp giùm tôi không? Nếu không, tôi thật là chẳng thiết sống nữa. Nghe Tần cư sĩ khóc kể chuyện mình mà đau lòng, nhìn bà tinh thần tuyệt vọng, tôi khó mà tin ách vận sao có thể giáng xuống đầu một phụ nữ thiện lương, hiếu thuận, đảm đang, chu toàn trách nhiệm như vậy. Càng tìm không ra lời để an ủi bà, tôi không thể từ chối, là một lần nữa đành phải gấp rút gọi điện cho sư phụ cầu trợ giúp. Tôi ấn nút loa vang để mọi người có thể nghe rõ lời sư phụ khai thị. Tiếng sư phụ hiền hòa vang lên. Vào khoảng 100 năm về trước, có người đàn ông dắt theo đứa con gái nhỏ đến một tiểu trấn nọ, mở một quán ăn để xin nhai. Một bé gái này bị bệnh đã qua đời. Chủ quán sợ mình tục huyền sẽ khổ con thơ
nên quyết ở vậy. Hôm nọ, ông đi ra ngoài, trên đường về gặp thằng bé, khoảng 5-6 tuổi bị người bỏ rơi. Lão chủ bèn tính toán. Số cơm thừa canh cặn mà khách ăn dư có thể nuôi sống thằng bé này. Nếu bây giờ ông cứu mạng nó, thì khi lớn lên, nó có thể làm công cho ông, mà ông khỏi phải trả tiền thuê người. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Thế là ông quyết định thu nhận thằng bé và làm một cái chuồng gia súc bằng gỗ, mái lợp tranh, cho thằng bé ở. Hằng ngày, nó giúp ông rửa bát, quét dọn, ăn đồ thừa mà sống qua ngày. Trong mắt lão chủ và con gái, đứa bé này bất quá chỉ là một con vật biết nói, cho dù nó có nhức đầu cảm sốt, bị muỗi cắn trùng rỉa, chi chi thì cũng mặc. Họ để nó tự sinh, tự diệt. Nhưng tính ra thằng bé này mạng lớn, nó cứ thế mà trưởng đại. Thế nhưng, do từ nhỏ đến lớn, không ai xem nó là người, ngoài việc sai khiến nó tối tăm mặt mũi ra. Chẳng ai thèm chuyện trò với nó. Thế gặp chuyện gì không vừa ý, thì cha con chủ nhân lại trút giận lên mình nó. Nếu không đánh, thì cũng chửi mắng. Cho dù nó rất kiềm tiếng, ít lời, ngờ nghịch, ngốc nghếch, song vẫn bị đối xử rất tồi tệ. Khi con gái đến tuổi lấy chồng, lão chủ cũng muốn chọn người ở rể. Nhưng ngẫm nghĩ, ông lại sợ mình chết rồi, gia sản sẽ bị thằng rể chiếm mất. Vì vậy, dù có rất nhiều người cầu thân, nhưng ông cứ trù trừ, lần lựa chẳng muốn gả con cho. Cuối cùng, ông bỗng nảy ra ý hay, ngoái dòm lại thằng mồ côi ông nuôi bấy lâu. Nếu như mà gả con cho thằng tớ này, thực tế nó chỉ là tên nô lệ thuần phục con gái mình, vậy thì còn phải lo gia sản lọt vào tay kẻ ngoại nhân. Thế là ông chủ thông minh liền an bài cho con gái một cuộc hôn nhân dạng vô sai thất. Con gái mặc dù tuân lệnh cha, nhưng tất nhiên chẳng chịu chung phòng cùng chồng, tức là tên nô dịch ngu đần dơ bẩn này, nên cô đã sống cả đời trong tư tình phóng túng vụng trộm. Còn thằng bé thì suốt kiếp sống cảnh lao dịch, oan khuất, tủi nhục. Đứa con gái trong câu chuyện là Tần nữ sĩ ngày nay, còn tên nô dịch mồ côi chính là chồng bà hiện thời. Tập quán sống thiếu vệ sinh không tốt là do tháng ngày sống trong chuồng thú đời trước dựng thành. Da trên mình sần sùi ghẻ chốc, một phần là do ác báo tiền kiếp của bản thân và một phần cũng do cảnh sống trường kỳ ở dơ, luôn bị muỗi mầm châm chích tạo thành. Tục ngữ nói, oan có đầu, nợ có chủ, chẳng phải chẳng báo mà là chưa đến lúc. Nhân duyên tệ lậu từ tiền kiếp đã chiêu cảm quả báo hôn nhân thống khổ cho Tần cư sĩ trong đời này. Kiếp trước, đứa bé đã dắt kiệt sức làm nô dịch cho chủ nhân cả đời mà không được trả công một đồng nào. Thì đời này nó đến đòi nợ. Tần cư sĩ bị đánh, bị mắng chính là trả báo ngày xưa bà từng đánh mắng nó. Đến như cuộc sống phu thê đời này cũng là phiên bản của đời trước. Muốn biết nhân đời trước, nhìn thọ báo đời này. Tần cư sĩ đời trước làm ác, đa phần là do từ nhỏ chịu ảnh hưởng phụ thân. Đời này, bà hiếu kính mẫu thân, tâm đại thiện hiền lương, ưa nghe Phật Pháp, lại biết quy y Phật, ăn chay niệm Phật. Chỉ Phật Pháp mới có thể giúp bà giải quyết, chấm dứt nợ cũ.
Cho nên, xin Tần cư sĩ, khi đã hiểu rõ nhân duyên đời trước rồi, không nên sinh tâm oán hờn, chán ghét đối với người chồng hiện tại nữa, mà phải biết nắm ngay cơ hội gặp gỡ trong đời này, thành khẩn sám hối tội nghiệp đời trước. Sống phải thường thấy lỗi mình, ít bàn về lỗi người, nhất định sẽ gặp hung hóa cát, biến nạn thành an. Bà phải tụng nhiều kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn, hồi hướng cho tên nô dịch kiếp trước, thì nhất định chồng Tần cư sĩ sẽ thay đổi. Tôi tiếp điện thoại xong, ngoái nhìn Tần cư sĩ đang ngồi yên lặng, mưa trên mặt đã dứt hạt, hiện đang trời quang mây tạnh. Hơn nửa năm trôi qua, Tần cư sĩ đã gọi điện đến 2 lần. Một lần hỏi về các sách kinh Phật giáo, lần khác thì kể bà đang bận công việc bề bộn, khi nào có thời gian rảnh sẽ đến thăm tôi. Nghe giọng nói của bà chứng tỏ tâm tư đang vui vẻ. Tôi thở ra nhẹ nhõm, thầm cầu mong vợ chồng nhà bà sớm giải xong túc quán, gia đình hòa thuận, cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Thằng cháu quý. Tưởng cư sĩ năm nay hơn 70 tuổi, thường tham gia Phật thất, nhưng bà có chứng bệnh tim khiến bà niệm Phật không được chuyên nhất. Nguyên do chính là tại thằng cháu nội tên Lư, 17 tuổi, thường theo ông xã bà, tuổi gần 80, kêu to, hét lớn, ép bà làm những việc nó cần. Từ việc thay y phục hàng ngày, cho tới cung ứng cơm nước phải hầu nó ngày 3 bữa. Thậm chí còn sai bà tới nhà bằng học, lấy những thứ nó cần nữa. Con trai bà điều kiện kinh tế rất khá, có ngôi biệt thự xây kiểu hiện đại tối tân, sở hữu điền sản, nhà xe đều rất nhiều. Rất muốn thằng con về ở chung, nhưng thằng Lư từ nhỏ chỉ thích ở với ông bà nội. Song ngày ngày nó luôn quấy phá hành hạ, làm phiền hai ông bà đủ điều. Bất kể ông bà nội đối tốt đến mấy, nó luôn trở mặt lợt lộng, cáo gắt vô lễ, lúc bực tức còn đá nhà đá cửa, quậy một trận văn tưng bừng, nó mới chịu yên. Tưởng cư sĩ than: Có thằng Lư ở nhà, hai vợ chồng chúng tôi miệng dù có niệm Phật tâm cũng chẳng an được nữa. Tôi nghe xong hết sức cảm thông và tội nghiệp họ, vì vậy bèn thỉnh giáo hòa thượng diệu pháp. Sư phụ trầm ngâm một lúc rồi ôn tồn bảo: Hai ông bà này kiếp trước cũng là vợ chồng, ngủ ở nông thôn. Họ có nuôi một con lừa. Con lừa này bình thường giúp họ trồng trọt, chở đồ, đưa họ ra chợ, đi về. Nó làm mọi việc rất vất vả, nhưng an toàn rơm khô, không xứng với công sức nhọc nhằn của nó. Lại còn hay bị chửi mắng, đánh đập. Đến khi con lừa già, họ đem nó bán cho lò mổ. Hiện nay, thằng Lư chính là con lừa chuyển sinh làm người đến đòi nợ họ. Hai ông bà phải nhanh chóng đến trước Phật sám hối tội ngược đãi con lừa kiếp xưa. Và mỗi ngày phải tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho nó. Như vậy mới có kết quả tốt. Nếu không, tương lai cả hai sẽ bị nó làm cho tức chết. Tôi đem lời hòa thượng thuộc lại cặn kẽ cho Tưởng cư sĩ nghe. Bà cực kỳ tin và nói: Thằng bé này đúng là con lừa. Hèn gì mà nó hay đá và tính khí vô giận thất thường. Chồng tôi bị nó chọc tức đến nỗi lên tăng xong, mấy ngày trước còn bị hành đến đau tim. Nếu nó cứ quậy theo cái mẫn này mãi thì chắc chắn là cái mạng già của tụi tôi sẽ tiêu đời. Lần này đã biết rõ nguyên nhân của não phiền rồi, họ nhất định sẽ làm y theo lời sư phụ dạy. Hơn 1 tháng sau, Tưởng cư sĩ gọi điện tới nói: Tôi xin báo tin cho tôn huynh và hòa thượng diệu pháp hay. Tôi và ông xã hàng ngày kiên trì tụng kinh Địa Tạng sám hối lỗi đã qua trong quá khứ. Từ hồi bắt đầu tụng tính đến nay đã 39 bộ rồi.
Suốt thời gian này thằng Lư chỉ quậy có một lần, miệng hét la quát mắng không còn nữa. Hơn nữa, hôm qua thầy giáo còn biểu dương, khen nó tính chất phát, ưa giúp người. Thật khiến hai vợ chồng già chúng tôi mừng đến rơi lệ. Nói xong, bà buộc miệng tán thán. Quy lực kinh địa tạng quả là cực lớn, không thể nghĩ lường. Phật pháp thật là diệu kỳ. Hiện tại chúng tôi tu hành, tính tâm càng tăng kiên cố.